cuộc sống này á, đến cái lúc mà con người cái sự tu tập nó giảm rồi, rồi con người bây giờ chỉ biết lo vật chất kim tiền, nhưng mà người ta không nghĩ đến cái đạo đức. Hồi nghèo á thì đạo đức cao, mà cái hồi giàu rồi cái đạo đức nó giảm, nó lạ vậy đó. Tại sao biết không? Tại cái thời mà cái thời nghèo khổ thì con người người ta sống bằng cái tình, còn khi người mà nhiều của quá người ta sống bằng cái gì? Sống bằng tiền. Người ta nhìn nhau bằng cái ăn mặc. Có nhiều khi cái người đó tốt xấu không biết, thấy người nào ăn mặc người ta quánh giá người ta. Cho nên quý vị nhớ là gần đây đó, giống như người ở hải ngoại mình đó, bây giờ mình ở đây riết đó, tự nhiên mình ăn mặc cũng bình thường. Trừ khi nào mình đi tiệc tùng gì dữ lắm mình mới ăn mặc một cái bộ đồ cho nó có vẻ nó sang trọng. Chứ còn thậm chí bây giờ mình đi chơi, đi travel, nhiều khi bộ đồ mình nó cũng xề xòa lắm. Mà cái người bên phía Á Đông á, thì ta sống theo kiểu kia quen rồi. Hễ đi chơi là phải mặc đồ cho xịn. Cho nên mà hễ người nào mặc đồ mà thường thường vô, nó quánh giá bằng cách là nó không dòm. Một hôm trước Pháp Hòa đi hai cô chú đó, mặc cái quần sọt bình thường vậy đó, nó mặc đồ thường vậy thôi. Vô tiệm cái là ông hỏi cái máy chụp hình này nhiêu, cái ông đứng bán á, ông nói đừng có hỏi, tôi nghĩ anh mua không nổi đâu. Nói vậy đó. Thì cái anh, cái người kia mới nói á, anh làm ăn mà anh khinh người như vậy á là anh không có làm ăn được. Anh đừng có nhìn người ta qua một bộ đồ mà người ta anh đánh giá. Phải không? Thật ra nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta, cái hồi xưa các vị hay dùng cái từ là thượng nguyên với hạ nguyên đó, là để nói đến cái chu kỳ, cái thời gian mà con người sống, cái đạo đức nó, cái tình thương, cái đạo đức nó giảm đi. Và các vị hay dùng cái từ như vậy. Thời mạt pháp tà cao hơn chánh. Mạt pháp là gì? Theo quan niệm là trong Phật pháp á, Phật pháp nó có ba thời kỳ. Một là chánh pháp, hai là tượng pháp, ba là mạt pháp. Chánh pháp á, là cái thời kỳ thiền định kiên cố, nghĩa là con người sống ai cũng biết tu tập, và người ta chỉ cần tu tập là người ta có sự thành tựu lớn. Tại sao? Tại vì cái thời đó thiện tri thức rất là nhiều, đặc biệt là Đức Phật cận bên, có gì thì người ta hỏi nó dễ. Không, mà hơn nữa đó, khi mà mình tu tập á, mà mình giảm đi những cái không liên quan đến sự tu tập, lúc nào nó cũng hay hơn. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, mình muốn học bài mà bây giờ ở tivi kế bên, internet mở kế bên, học thuộc không? Thấy ngồi thì cũng học đó, nhưng mà cái sự chú tâm nó không thể nào mà 100% được. Mà bây giờ mấy đứa nhỏ nó học bài mà trong tay nó đeo cái headphone nghe nhạc, tivi thì mở, tai thì nghe nhạc, phone đó check nhắn tin liên tục, làm sao nó đủ cái focus được? Nội cái ăn cơm thôi mà bây giờ cũng không còn ăn cơm một cách nghĩa là chú tâm nữa. Hồi xưa là gia đình ngồi ăn cơm với nhau, nhìn mặt với nhau nói chuyện. Giờ ăn cơm nhưng không nhìn mặt, nhìn phone đúng không? Nhiều khi nó thấy bữa cơm ngon quá, cầm phone nó chụp cái kịch, xong nó quăng lên Facebook liền. 2 phút sau coi nó có ai nhắn gửi gì không. Rồi thí dụ như người nào mà người ta phone, người ta nhắn vô, ta nói ngon quá he. Kể là nó thấy vậy rồi thì nó phải trả lời liền. Nó ăn không, lát ghé. Nghĩa là ăn cơm với người đang hiện thực, nhưng mà không có nói chuyện với người trước mặt, nói chuyện với người ở đâu á. Thành thử ra mình mới thấy rõ ràng là cái sự chú tâm nó bắt đầu nó giảm. Rồi bây giờ á, con cái mình nhiều khi nó nói chuyện với mình mà nó không có nhìn mặt, và cái câu chuyện nó không trọn vẹn là vì sao? Nó bận nhắn tin với bạn đó. Nó trả lời mình nhưng mà cái tâm nó không hết lòng hết dạ ở trong câu nói đó. Thật ra mình mới biết rõ ràng là cái gì mà nó tăng trưởng thì nhất định nó sẽ bị chi phối. Cho cuộc sống mà mình lo cái đó nhiều quá. Ở đây đạo Phật không có chỉ cho mình là đừng có mấy cái đó, không phải. Nhưng mà chúng ta thiếu đi cái chánh niệm, cái tư duy để chúng ta biết rằng lúc nào sử dụng nó, lúc nào cất nó qua bên và lúc nào không cần. Mình không làm được cái đó. Mà chính mình không làm được cho nên nó mở suốt 24/24. Mà cái gì nó mở riết nó mau hư. Thỉnh thoảng phải on, thỉnh thoảng phải off chứ.
Thỉnh thoảng giống như cái microphone vậy, mình không tắt nó hẳn, nhưng mình không mở nó on mà mình mute nó, thì nó sẽ ở một cái mức trung bình. Cho nên khi mà cái điện thoại nó hết thì mình chạc, khi nó đầy thì mình lấy ra. Đạo Phật không có chỉ cho mình cái cách sống là không có biểu là mình được từ giả hết mấy cái đó, không phải. Rồi có nhiều người hiểu lầm rồi nói đạo Phật dạy cho con người coi như là không có tiến bộ. Nhưng mà đạo Phật á, thì hướng dẫn cho chúng ta biết quân bình trong cuộc sống. Cho nên tại sao có thượng nguyên, có trung nguyên, có hạ nguyên, là để nói đến một mỗi cái chu kỳ của cuộc sống này. Và nếu con người mình không có nhận chân được cái đó đó, bất cứ thời kỳ nào dù thượng nguyên anh cũng phải giữ cái mức trung bình, dù trung nguyên thì anh cũng giữ trung bình, mà dù hạ nguyên thì tâm anh cũng trung bình, thì nguyên nào cũng được hết, nhưng mà tâm anh ở cái trung bình. Ví dụ hôm nào mình ăn cơm thiệt ngon, ăn vừa no cái nó khỏe, mà bữa nào ngon quá cái ăn gì, ăn lố cái ăn lát phát ách, ăn mệt muốn chết, thấy không? Tại vì sao? Tại mình dễ dàng bị chi phối bởi cái ngon. Rồi hôm nào mà ăn mà ngã ngớn ăn không ấy là biết rồi đó, nghe sao biết không? Dở quá. Thật ra mình, chúng ta là hễ cái gì ngon là chúng ta quá lố, mà cái gì dở là chúng ta bỏ, chúng ta không ấy. Nhưng mà cái thực tập của chúng ta là ngon, trung bình hay dở, mình ăn vừa chừng bữa ăn của mình là nó khỏe. Mình giữ được cái tâm đó. Thí dụ mình thấy người nào mà sang trọng giàu có cái mình tiếp đãi khác, mình thấy người nào lè phè cái mình tiếp đãi khác, tâm mình phân biệt. Mấy cái tâm mình phân biệt là thế nào mình cũng sẽ bị phê phán, người đó chỉ ngó người giàu thôi, chơi với người giàu thôi, còn cỡ như mình là làm gì có cửa. Thật ra mình bị người khác phê là bởi vì chúng ta không giữ được cái tâm trung bình của mình. Vì vậy mà một trong những cái cách giữ trung bình đó, đó là lý do tại sao khi Phật tử về chùa, trong Phật giáo Việt Nam đặc biệt là chúng ta ngồi ở dưới đất. Là bởi vì sao? Anh giàu có, anh như thế nào, bình đẳng với nhau hết là ngồi dưới đất. Trừ trường hợp người nào có bệnh, chân yếu vân vân, thì các vị đó ngồi ở một cái chỗ do cái bệnh, do bệnh duyên, do cái hoàn cảnh cơ thể. Chứ còn nếu bình đẳng thì các vị ngồi dưới đất hết. Ví dụ vậy đó. Rồi tại sao mình phải chế ra cái áo tràng để cho mọi người mặc? Anh mặc áo tím, áo xanh, áo vàng, áo đỏ, áo rách, áo gì không biết, nhưng mà khi vô tới chùa rồi thì mọi người cùng một cái áo tràng với nhau để giảm đi cái tâm phân biệt. Mà thông thường á, Phật tử đi chùa á, cơ thể mình, trên người mình hay là quần áo mình mặc đơn giản để chi? Để lúc ngồi rảnh với nhau khỏi cần xòe khoe gì hết, và không cần phải định nghĩa hôm nay chị đẹp quá, anh sang quá. Đi chùa là mình đơn giản. Mà hãy mình vô khóa tu rồi thì tất cả lại nó càng đơn giản hơn nữa. Vậy thì tại sao chúng ta tụng thời kinh trong cái lễ này? Thật ra hạ nguyên nó không nằm trong Phật giáo. Cái lễ rằm tháng 10 này nó không phải là một cái lễ gì của Phật giáo hết. Nhưng mà quý vị nhớ là đạo Phật á, là biết ứng dụng mọi pháp để biến cái pháp đó thành Phật pháp. Thật ra mượn cái rằm tháng 10 này cúng ở trong chùa, và nhờ đại chúng đi chùa tụng thời kinh ngang bài pháp để chi? Hạ nguyên rồi. Sáng nay Pháp Hòa thấy nhiều người cũng hạ nguyên lắm. Tại vì sao? Tại vì mình biết rằng ở cái độ tuổi mình tới một lúc nào rồi là mình muốn gượng gượng không nổi. Muốn gượng lắm, muốn tiến lắm mà tiến hết nổi rồi. Lòng muốn tiến mà chân vừa thấy mỏi. Tim thổn thức nghẹn ngào lên tiếng gọi, nói nhỏ nhỏ như mình: tâm hồn ta còn trẻ lắm Xuân ơi. Mình nói với mình là mình còn, mình muốn trẻ mình, nhưng mà cuộc sống sự thật là ở một cái tuổi đó rồi tự nhiên con người hết sức. Hồi xưa là mình có thể ngủ bất cứ lúc nào mà ngủ rất nhiều, tự nhiên đến một cái độ tuổi nào rồi ngủ ngày nhiêu 3 tiếng 4 tiếng là hức, chứ không còn ngủ nhiều như hồi mình còn trẻ nữa. Và thậm chí tự nhiên hồi xưa là ngủ ngon lành, giờ tự nhiên lâu lâu nó có mất ngủ một bữa. Lâu lâu cái tự nhiên cả đêm không ngủ được, dù không lo, không nghĩ gì hết. Chừng những cái chuyện như vậy thôi là biết là cơ thể mình đã đến lúc hạ nguyên rồi. Phải không? Mà khi mình biết rằng cuộc sống mình á, trung nguyên là qua rồi đó nha.
Trung nguyên là qua rồi, đã đến lúc hạ nguyên rồi đó. Khi mà mình thấy trên đầu mình bắt đầu tóc bạc, râu bạc và da bắt đầu nó nhăn nheo, mình làm bây giờ cái hình này mình nhìn mình chụp ra mình thấy là mình bắt đầu đứng tuổi rồi đó, thì mình biết rằng mình đang ở cái thời kỳ trung nguyên và tới chuẩn bị đi tới hạ nguyên, chứ không thể trở về cái thượng nguyên được. Vậy thì tụng một thời kinh hay cúng bày để tượng trưng cho cái gì? Để tượng trưng rằng dù bất cứ nguyên nào, mình ráng giữ mình cho trung bình. Giữ trung bình là gì? Tâm mình không có nao núng bởi những cái cảnh duyên, bởi vì đây là cái sự thật, các pháp nó đang diễn biến như vậy. Cho nên Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư, Ngài dùng cái chữ nhậm vận. Nhậm vận thạnh suy vô bố húy. Có nhiều cách dịch lắm. Có nhiều người, có nhiều vị dịch là thấy việc đời đi mãi. Hay có nhiều người sẽ dịch là gì đó, thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu hoa rụng rời. Xá chi suy thịnh sự đời, nhậm vận thịnh suy, không có sợ. Thấy đời lên xuống lòng không sợ. Rồi có người nói thấy, có người nói suy nghĩ tất cả sự vật, ngồi yên để sự vật nó đi ngang, nó đi ngang. Rồi mình ngồi yên để mình thấy mọi việc nó đi ngang. Quý vị nào hôm nào mình đi downtown á, Mình đứng ngay một chỗ thôi mà mình thấy mọi việc nó đi ra trước mắt mình vậy. Mọi con người đi qua đi lại vậy. Chỉ có khi nào mình dừng lại mình mới thấy được những cái điểm đó. Hồi đó đó mình còn trẻ đó, mình hăng lắm. Cái gì không đúng là mình bụp liền. Thời gian sau cái bắt đầu mình ở cái tuổi mà tuổi trung niên á, bắt đầu mình dừng lại. Biết rồi. Tại sao biết không? Bụp người ta bụp lại chứ ai dễ gì để cho ta đâu có dạy gì. Cho nên rồi mình thì sức thì yếu, mà bụp người ta hai cái người ta mạnh hơn, ta bụp tới bốn cái là đa phần là lỗ. Thôi sau này biết không, ai mà nói gì không phải nhắm thôi, nó tự bo con quá thúc tai lại. Lúc này thượng nguyên rồi đó. À, mình hạ nguyên rồi, mà từ cái hạ nguyên mình sống bằng cái kinh nghiệm. Khi mình còn trẻ đó mình rất là hăng. Mà khi mà đến cái tuổi trung bình rồi á, bắt đầu mình điềm đạm. Và đến cái tuổi già rồi á, mình sống bằng cái sự tĩnh lặng. Hồi nhỏ mình thích lễ lộc lắm. Mà đến một thời gian rồi là thôi giờ có cũng được, không có cũng sao. Mà tới tuổi già rồi á, càng yên lắng càng thích. Tại sao? Tại vì bắt đầu đến cái tuổi đó rồi thì mình thấy rằng sự tĩnh lặng mới là cái rốt cuộc. Hồi Pháp Hòa mới ở chùa, hay là mình mới vào trong chùa mà tổ chức lễ lộc là mình thích lắm. Tại sao? Với ông đông đảo nó vui. Đến bây giờ rồi á, thôi có cũng được, không có cũng sao. Bắt đầu biết ngán rồi. Cho nên có một vị thiền sư á, ngài diễn đạt cái chỗ mà đón giao thừa của ngài á. Thuở nhỏ chưa từng hiểu sắc không. Lúc nhỏ mình còn chưa có hiểu được cái chỗ cao siêu đó. Thuở nhỏ chưa từng hiểu sắc không, xuân về cảm thấy rộn trong lòng. Lúc trẻ là mình sống theo cái tài liệu đó, phải không? Nhưng mà đến khi mà tuổi già bắt đầu thấm á, chiếu trải vườn thiền đón ánh hồng. Giao thừa không cần phải pháo nổ, không cần phải múa lân nữa. Tôi chỉ cần một cái gối, tôi ngồi lặng lẽ trong thiền đường thôi. Tôi cũng là một hình thức đón xuân đó. Trong cái tĩnh lặng, cái nhẹ nhàng đó. Và chính mình bây giờ cũng vậy. Bây giờ ví dụ bây giờ hồi mình hồi nhỏ đó, biểu mình ăn cơm với nước trà dễ gì mình ăn. Trời ơi, tôi thấy mấy bà cụ mà ăn cơm với chuối là tôi quải rồi. Nhưng mà tự nhiên đến một lúc mình hết răng rồi. Bây giờ thấy chả giò là biết ngó đó thôi. Thấy bắp là biết ngó thôi. Thí dụ vậy đó. Và già rồi bắt đầu thích gì biết không? Ăn khoai lang. Ăn chuối. Hỏi sao vậy? Mềm dễ ăn. Nhưng mà hồi trẻ kêu mình ăn không? Không. Tại vì đối với mình trẻ là mấy cái này ăn ngon lành gì đâu mà. Và hồi đó mà thấy người ta nấu thức ăn mềm rui là không ăn nổi. Sợ lắm. Rồi khi mà
Em chưa đến tuổi đó nha. Đừng em nói vậy tưởng em giờ thích đồ mềm. Mai vốn cái dịu luộc mềm rụi cho ăn chắc chết. Nhưng mà Pháp Hòa nói đây quý vị để ý có phải không? Khi mình trẻ là mình thích những cái món giòn, món ngon, thậm chí là ăn dầu, ăn mỡ. Ăn đồ chiên là rất ngon, rất thích. Đến một lúc nào đó cái tuổi của mình rồi là thấy là sợ. Có nhiều người lớn tuổi rồi là ăn chè vô cái là đường nhiều rồi là tối khó ngủ. Thấy không? Mà hồi trẻ mình ăn chén chè tỉnh bơ. Thậm chí trẻ hồi lúc trẻ trước khi mà đi ngủ là phải ăn một bụng cho no nê, mà no ngủ mới ngon. No ngủ mới nê. Bây giờ là nhiều khi ăn no quá ngủ không được. Và thậm chí hồi đó mình nằm xuống là mình ngủ, bây giờ nằm xuống phải một thời gian sau mới ngủ. Mà thưa đại chúng, nằm xuống mà 5-10 phút sau, nửa tiếng sau ngủ là còn phước đó nha. Có nhiều người nằm xuống cả đêm mà không ngủ được nữa. Là mình biết rồi. Vậy thì một ngày cũng có 3 thời, sáng, trưa, chiều. Một tháng cũng có đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng. Một năm cũng có đầu năm, giữa năm, cuối năm. Thì con người mình cũng có 3 thời kỳ là gì? Thanh niên, trung niên, rồi lão niên. Và cuộc đời này nó cũng 3 thời kỳ vậy đó. Thời kỳ hưng thịnh, thời kỳ trung bình và thời kỳ của sự sa sút. Và cuộc sống của chúng ta không ai mà không trải qua 3 thời kỳ. Có những lúc mình rất có tiền, có những lúc mình đủ ăn đủ xài, và có thậm chí có những lúc đồng không có dính túi. Có những lúc tiền rủng rỉnh trong túi, mà có những lúc cái tay mình nó rủng rỉnh thôi chứ còn không có đồng nào trong giỏ. Có những lúc tiền mình có rất là nhiều, mà có những lúc kiếm một đồng không ra. Thật ra cuộc sống là như vậy. Cho nên chính thấy được những cái điểm đó, thấy những cái điểm đó là chúng ta tự ý thức. Ví dụ như hồi đó mình nhớ nhiều việc lắm, bây giờ tự nhiên sao nó quên. Và có những cái mình quên một cách rất là kỳ cục, như quên mà mình không chấp nhận được. Cái anh Phật tử đó mình mới hỏi tên ảnh xong, nói chuyện người ta ngon lành vậy, quay qua 5 phút sau không nhớ nổi tên gì, không nhớ nổi ông tên gì, mà bây giờ mình nói ra mình quê chết. Nói ra mình quên tên ảnh mà mình quê, là tại vì mình mới hỏi tên người ta, nói chuyện ngon lành mà không nhớ nổi người đó tên gì. Rồi đâu chừng ngày sau hay nửa ngày sau mới nhớ được cái tên của người đó. Thì mình biết rằng nhiều đó thôi là mình biết là mình đã tới đâu rồi đó ha. Mình đã tới thời lúc có nhiều người ta hạ quân sớm lắm. Tại sao biết không? Đi nhanh thì mau về chứ gì đâu. Mình sử dụng nhiều thì cái đó nó hết thôi. Vậy thôi. Cho nên cái bài á, quý vị nhớ cái bài không? Cảnh đời như đá mài dao, cả hai mòn hết có nào bền lâu. Cục đá mài dao mình nghĩ đời nào nó mòn phải không? Nhưng mà nó sẽ mòn. Mặc dù cây dao và cục đá mài, hai cái nó một trời một vực vậy đó. Nhưng mà đừng lo, trước sau gì cục đá mài dao nó cũng sẽ mài mòn. Cảnh đời như đá mài dao, thấy không? Cảnh đời nghĩ luống bi ai, khác nào hoa nở rồi mai hoa tàn. Cảnh đời khó nổi thở than, khác nào một đám rừng hoang mịt mù. Cảnh đời như lửa đốt dầu, cháy mau thì hết, có đâu còn hoài. Mình thắp nó nhiều thì nó mau tàn thôi. Cảnh đời nghĩ luống bi ai, khác nào hoa nở rồi mai hoa tàn. Cảnh đời như là ở cái bãi cát vậy đó, mình xây dựng một cái tòa lâu đài lên, nhưng mà một cơn nước đi ngang thì tất cả lâu đài đó nó sụp đổ hết. Cho nên có một người đó, người ta đã thấm thấu được cái chỗ đó phải không? Em ơi, lâu đài tình ái đó chắc đâu có trên trần gian đâu. Tất cả những lâu đài đó nó nằm trên cát thôi, một cái cơn nước đi ngang thì nó sẽ hết. Cho nên đó, trong Phật Pháp đó, khi chúng ta làm một cái gì nó đều mang một cái ý nghĩa thâm sâu ở bên trong. Như là cái lễ hạ quân này, cái rằm tháng 10 này thật ra trong Phật Pháp thì nó không có. Nhưng mà người Á Đông chúng ta đã quy định cúng một năm 3 rằm, và nhà chùa đã tiếp nhận 3 cái rằm này để trở thành ra một bài pháp cho tất cả chúng ta, để chúng ta quán chiếu.
Con người mình cũng đã đến lúc. Có những vị hồi trẻ hoạt bát lắm, nhưng mà bây giờ về già rồi là ngồi không có còn nhúc nhích, không có còn gì nữa. Chờ hồi sáng này Pháp Hòa cũng thưa đại chúng vậy đó. Mới đây là mới ngày hôm bữa Pháp Hòa đi vừa ở bên Nhật về buổi chiều tối. Sáng ngày hôm sau mấy tiếng đồng hồ sau là Pháp Hòa đã ra phi trường bay nữa rồi. Bay đi hồi bữa chiều thứ tư. Rồi về lại đây hồi khuya thứ sáu. Rồi ở đây ngày thứ bảy chủ nhật làm lễ đây 3 giờ chiều ra phi trường lại. Rồi qua tới Mỹ bay suốt đêm qua tới bển 5 giờ sáng. Xong công việc rồi là 5 giờ chiều thứ hai ra phi trường về lại. Và quý vị biết là mình đi mây về gió kiểu vậy đó. Và có những lúc công việc của mình gấp rút á, mà gặp cái người mà người ta cứ đi chậm chậm trước mặt mình là mình muốn lấn đi cho nó rồi, biết không? Nhưng mà những lúc như vậy các Pháp Hòa dừng lại, Pháp Hòa suy nghĩ, mai mốt này mình cũng sẽ như vậy rồi, ai chờ mình và ai lấn mình. Pháp Hòa suy nghĩ như vậy cái tự nhiên Pháp Hòa dừng lại. Mà mình dừng bằng thật sự, bằng cả cái tâm niệm tu tập của mình, chứ không phải là tôi ráng. Tại vì hồi lúc mà mình phải lui lại là mình bằng cả một cái quá trình mà phải lui. Nhưng mà khi mà mình có tư duy, có quán chiếu, có một chút tu tập trong đó thì tự nhiên vẫn là cái chậm lại, nhưng mà khác. Pháp Hòa ví dụ như mình lái xe đó, mình đang lái về cái người kia lấn ra xe mình, cái niệm đầu tiên là gì? Bực lắm. Và có nhiều người không có kềm chế được cái bực là mắng cho nó một câu, theo như phim Tàu nghe, đi đầu thai hả? Phim Tàu mà ai mà lái xe ẩu mà đang lái nó nhào ra nó đi bộ vậy, cái mình quay cửa kính xuống chửi nó một câu, mày muốn đi đầu thai hả mày? Rất là bình thường của thế gian. Nhưng mà khi mà mình có sự tu tập rồi á, thôi chắc người ta có chuyện gấp. Chắc người ta có chuyện gấp. Mình gấp làm gì, mình hơn làm gì chỉ một chiếc xe. Mà trong khi đó mình cũng phải sau lưng cả ngàn chiếc xe chứ mình có hơn gì đâu. Cho nên nhiều lúc đi sắp hàng cái có những vị biểu, thầy này ráng lên trước này, ra lên ông này thôi. Trước có một người mà đứng sau lưng cả ngàn người cũng vậy thôi à. Thật ra nhiều khi mình có một chút vậy. Cho nên cái cách của Pháp Hòa tu tập á, là để làm sao mình an nhàn được dưới mọi cảnh á, mình quán chiếu bằng cách như vậy. Pháp Hòa ví dụ như nhiều lúc á, mình phải làm việc gì cho ai mình cực lắm, mệt lắm. Nhưng mà cái tâm này là mình sẽ khởi lên. Mình được cơ hội phụng sự kết duyên lành với chúng sanh. Tất cả việc gì chúng ta làm là kết duyên với họ, chứ không hề có phục vụ ai, không hề có tôi đòi cho ai cả. Phục vụ kết duyên. Mà mình kết duyên như vậy á, thì duyên duyên bất tiệt. Có đời nào mình mất duyên đâu. Đi tới đâu mình cũng không được người này lo thì cũng người khác lo. Tại sao có những người người ta cần, người ta muốn người ta tới mà không ai tới hết, mà còn mình bao nhiêu người ta tới người ta nhờ. Phải có cái duyên. Phải có cái duyên. Cho nên quý vị thấy không, mấy vị Phật Bồ Tát á, sợ mất duyên với chúng sanh đó. Ông nào cũng phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ hết. Còn mình sẽ phát nguyện khác, chúng sanh dễ thương con mới độ, chúng sanh dễ ghét để người khác độ. Cho nên cái ông thầy mà ông phục nguyện, ông hồi hướng đó, phổ nguyện pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Bà thí chủ bà khiều cái áo ông thầy, thầy hồi hướng nhiều quá rồi chồng con hưởng nhiêu. Thầy tụng con thời kinh, thầy hồi hướng cho chồng con, rồi cuối cùng thầy nói hồi hướng cho tất cả chúng sanh nữa, rồi con sợ nhiều một ít quá rồi chiêu rồi chồng con hưởng gì. Ông thầy cũng nói sao đạo hữu, mình mở cái tâm lòng mình rộng như vậy á, phước lớn lắm. À bà nghe cái bà khoái liền, bà nói dạ dạ đây cũng được, nhưng mà thầy nhớ chừa cái bà hàng xóm ra. Cho là pháp giới chúng sanh là ai cũng được trừ cái bà hàng xóm. Cho quý vị nhớ câu chuyện mà Tôn Ngộ Không mà leo lên trên trời mà mượn cái lòng bàn chụp sư phụ mình lại đó, nhớ không? Trong cái phim Tây Du Ký á, khi mà cái chùa đó đốt cháy hết rồi, sợ sư phụ bị cháy, mượn cái lòng bàn đó là để nói lên cái tâm niệm, nghĩa là cũng còn chút tu chứ chưa có thành tựu được á, là mình vẫn
của tôi. Cho nên có chữ của trong đó, đó là nó khổ. Cho nên hôm rồi có một vị mới nói thầy tôi. Cái một đạo hữu khác mới nói nhớ là thầy tôi thôi nha, đừng có thêm chữ của ở giữa nữa cho nó tách. Thầy của tôi. Mà cái gì có của trong đó đó, chữ của ai đó là nó khổ. Còn thầy tôi tức là my teacher thôi, thấy không? Còn nếu mà có chữ của là of me mà không phải of của người khác, cái đó nó nguy. À, cho nên là thôi thì hôm nay trong cái buổi sinh hoạt này, Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng là cái sự tu tập của chúng ta tùy theo cái sự quán chiếu tư duy. Và tất cả các pháp, mọi hiện tượng trên thế gian này là một pháp chứ gì. Mà khi chúng ta có một pháp, có Phật pháp rồi đó, thì chúng ta sẽ biết nhìn các pháp, tiếp nhận các pháp và chuyển hóa các pháp. Người đó người ta đưa cho mình một ký gạo, mình biết nấu ăn thì có thể xay gạo làm bột, có thể nấu cơm, có thể nấu cháo, có thể làm ra các món ăn do cái túi gạo đó. Còn không biết nấu ăn thì người ta đưa túi gạo và thậm chí ta đưa luôn cả những vật khác cũng không biết làm. Cũng như thế, chỉ cần chúng ta nắm được cái then chốt của Phật pháp là chánh niệm, tư duy, chánh tư duy, chánh niệm, thì bất cứ cái gì người ta trao cho mình, mình đều tiếp nhận một cách chính đáng. Dù cái pháp đó không hay, nhưng mà mình thấy, mình tư duy mình thấy rằng tại vì người đó không có pháp nào khác hơn pháp này, thì bây giờ quan trọng là mình, quan trọng là mình tư duy như thế nào, mình chuyển hóa này như thế nào. Khi mà chúng ta có chánh tư duy, có chánh niệm, thì chúc đại chúng có an lạc trong cái mùa lễ Rằm Hạ Nguyên này. A Di Đà Phật. Có một cái, mình phải có cái lòng khoan dung. Có một cái bữa nọ, trên một chiếc xe bus, thì một cái cô này cô lên xe bus mà hết chỗ ngồi, cho nên cô mới đứng ở khoảng giữa chiếc xe bus. Thì trong khi chiếc xe bus lắc một cái cua thì cô ngã, cô giống như cô nghiêng người cô ngã. Thì cũng ngay lúc đó cô phát hiện ra có người thò vô giỏ cổ ăn cắp cái bơm. Thì cổ mới la lên, cổ mới nói là có ăn trộm, có người ăn cắp đồ. Thì trong lúc đó thì xe vẫn tiếp tục đi. Thì cái anh tài xế đó, ảnh mới tuyên, ảnh mới đọc lên, ảnh mới cầm cái microphone, ảnh thông báo trên chiếc xe bus. Ảnh mới nói rằng á, chiếc xe này sắp sửa đi qua một cái hầm cầu, một cái đường hầm rất là tối. Những người, một anh, nếu một người nào hồi nãy giờ đó đã nhanh tay thì hãy nên để cái bóp đó xuống. Khi cái đường hầm này đi qua bóng tối, không ai thấy anh đâu. Thì anh nói như vậy thì xe cũng vừa tới cái đường hầm cầu đó. Thì một chút xíu sau qua khỏi đường hầm đó thì cái bóp đó được lượm lại trả cho cô này. Nếu như cái anh tài xế đó ảnh không khoan dung, ảnh tấp chiếc xe bus vô trong cái trạm cảnh sát, thì cảnh sát bước lên xét hết từng người trong đó, thì cái anh chàng này sẽ mất cái cơ hội phục thiện. Đó là cái lòng khoan dung và cái sự tỉnh thức, trí tuệ của anh tài xế xe. Cho một người có cơ hội phục thiện và cũng lấy lại vật cho cái cô gái ở trên chiếc xe bus đó. Thời xưa có một ông vua tên là Sở Trang Vương. Một hôm trong một cái bữa yến tiệc thì đèn thắp sáng lên thì một cơn gió bay tới làm tắt đèn ở trong cái phòng tiệc đó. Thì lúc đó có một tên lính đứng gần bà hoàng hậu, đưa tay vô sờ bà. Thì trong lúc như vậy thì bà hoàng hậu bà la lên. Thì cái anh này ảnh mới, thì cái bà hoàng hậu bà mới chụp được cái sợi dây thắt lưng của cái anh lính đó.
Thì bà nói bẩm hoàng thượng, hồi nãy có một cái lúc mà đèn tắt thì có một người đã lợi dụng để sờ mó thần thiếp. Xin hoàng thượng hãy cho người đi truy lùng, vì thần thiếp mới lượm được sợi dây thắt lưng của anh đó. Thì Sở Trang Vương nghe xong thì thay vì tuyên bố đi tìm, thì Sở Trang Vương nói tất cả mọi người ngồi trong phòng tiệc này phải lập tức tháo dây lưng ra hết. Để làm gì? Để đồng mất cái dây lưng và không tìm được ai là cái người thủ phạm hết. Sau này do một cuộc chiến loạn, mọi người tán loạn chạy trốn vì sợ chết, duy một anh lính đó ở lại cứu Sở Trang Vương. Thì trong khi cứu Sở Trang Vương thì anh mới nói, ông vua mới hỏi anh, trong khi hoạn nạn loạn lạc này mọi người sợ chết bỏ chạy, tại sao khanh dám hy sinh cứu trẫm? Thì anh mới nói bẩm hoàng thượng, hoàng thượng có nhớ buổi tiệc của năm ngày đó không? Và hạ thần chính là tên lính đã có ý xấu với hoàng hậu, nhưng thần nhận ra lòng bao dung của hoàng thượng, kêu mọi người xổ dây đai ra hết để không tìm ra được cái thủ phạm đó. Vì chính lòng khoan dung của hoàng thượng, hôm nay hạ thần thà liều chết cứu hoàng thượng để đền cái ơn mà hoàng thượng đã bao dung cho thần ngày đó. Đó là cái lòng khoan dung. Một người đệ tử vì ham chơi ở trong chùa buồn, cho nên đã họp với nhau mấy chú lại và thay phiên để mà chia nhau leo tường chùa đi chơi. Chú này đi về thì liện cục đá nhỏ vô cái cửa sổ, chú kia nghe tới đứng sát tường đưa lưng cho ông kia leo xuống. Sư phụ biết được, một ngày nọ sư phụ ra đứng ngay chỗ kia, thấy chú kia đang nai lưng chuẩn bị đỡ ông kia xuống, sư phụ ngoắc con vô trong ngủ đi để thầy. Sư phụ đưa lưng xuống, chú đệ tử leo xuống, tưởng đâu sư đệ mình xoay qua cảm ơn. Có tới ổng muốn xỉu rồi, vì thấy sư phụ mình. Sư phụ không hề nói một câu gì hết. Sư phụ nói đi chơi mệt không con? Thầy có nấu sẵn mì mama ở trong đó, con vô ăn cho khỏe và đi ngủ. Khuya rồi đi ngủ sớm đi con, mai công phu. Từ đó về sau, chú tiểu đó không hề bước chân ra khỏi cửa, vì cái tâm bao dung của người thầy, hiểu cái tuổi trẻ nó còn ham chơi. Nhưng mà nó ham chơi mà nó vẫn còn biết leo vô chùa lại, cái đó mới quý. Thật ra một con cá mà nó ở trong cái gì nó bị người ta vớt ra rồi mà nó giọt ra được á, quý lắm. Ngày xưa có hai thiền sư đi trên đường thì có thấy một cái anh chài cá, anh chài được con mớ cá thì có một con cá nó phốc ra khỏi được cái lưới, thì vị thiền sư ngồi trên xe vỗ tay khen. Thì cái ông khác ông nói mắc cái gì khen, nó không bị vô cái lưới đó nó mới hay chứ, nó vô rồi mà rất gì khác. Thì ông sư huynh mới nói sư đệ chưa hiểu ý tôi, nói vậy thôi. Đi đến một đoạn đường khác, ông sư đệ này bắt đầu quán chiếu xong mới nói em cảm ơn sư huynh khai thị. Rồi khai thị cái gì? Nếu mình sống mà mình chưa bị nhiễm ô thì có đó quá tốt rồi phải không? Nhưng mà lỡ rồi mà vô cái chồng đó rồi mà biết phốc ra lại được, cái điều đó quý lắm. Con người cũng thế, ở đời có hai dạng người, một là không lỗi, hai là có lỗi mà biết hối cải. Thì cái người không lỗi có gì đâu nói,
cái người có lỗi mà biết hối cải đó, người đó quý. Cho nên người Việt mình thường á, đe đánh kẻ gì đó, đánh kẻ đi chứ đâu có đánh kẻ lại. Người biết trở về mà tại sao mình không cho? Có một thiền sư đang ngồi thiền thì ăn trộm tối, nó đâu có biết gì đâu, nó cứ lẻn vô phòng ông á, nó lục, nó lục mà nó sột soạt, không ngồi thiền được. Cái ông ba ông lên tiếng luôn, ông nói trong tủ nó còn cái mền mới, người ta mới cúng chưa có xài, anh có cần là lấy đi. Trời ơi, nó nghe xong 3 giờ 4 cẳng nó gom cái mền nó chạy không kịp. Thiền sư mới nói tội nghiệp anh này, một ánh trăng đẹp mà anh không thấy, anh chỉ thấy có cái mền. Nhưng mà cuộc đời người ta bần cùng sanh đạo tặc, mình có cái lòng khoan dung thì vẫn hơn. Trong một ngôi chùa có hàng trăm đệ tử, duy nhất có một chú đệ tử hư, chuyên môn ăn cắp đồ chùa đi bán. Thì bữa nọ huynh đệ mất đồ quá rồi mà cứ rình riết thấy ổng, bắt đầu biểu tình đi lên ép ông thầy đuổi cái chú mà chuyên ăn cắp. Ông thầy mới nói tụi con bây giờ tốt rồi, tụi con sống ở đâu cũng được, cái đứa này mà nó còn vậy là bỏ ra ngoài thiên hạ còn chết lớn với nó nữa, thôi tụi con đi đi, để thầy giữ nó. Chú đệ tử nghe được câu chuyện thầy mình khoan dung với mình như vậy, từ đó về sau không còn ăn cắp nữa. Cho nên thưa đại chúng, nếu mình không có mở cái lòng bao dung thì làm sao mình mới có thể độ người được? Chữ độ là gì? Độ đây không có nghĩa là mình biến phép, mình làm cho người đó tốt, nhưng mà mình nắm tay họ, mình dắt dẫn họ từ một cái bờ khổ đau sang một cái bờ hạnh phúc do tự họ. Như mình là cái người có công dẫn họ. Cho nên chữ độ là vậy đó. Độ là từ bờ bên này sang bên kia, vậy thôi. Cái thứ năm, một cái người tốt là có lòng khiêm tốn. Có một cái ông đó, ông ở chung một làng, thì đi lên thành phố học. Học xong rồi bắt đầu về muốn khoe cái tài của mình. Cho nên đi về trong làng bắt đầu là gì đó, mục hạ vô nhân, dưới mắt không có người. Cho nên rồi ảnh đi nghiêng ngang trong làng xóm, thì ảnh muốn biết, bây giờ ảnh đang đi tìm người để ảnh thử tài ảnh. Sao đi hoài không thấy ai hết. Mai sao đi ngang cái ông triều phu, ông làm ruộng, ông già làm ruộng, cái nói bác nhớ con không, con là tên gì ở sớm này nè, con lên Sài Gòn con học giờ bằng cấp con có rồi vậy đó. Rồi xong cái ông mới nói, đi ra rồi mới biết ở trong làng mình đó, không ai có học hành gì hết trơn á. Nhiều khi con đi con tuổi mà con vừa mắc cỡ nữa, không dám nói mình ở làng đó thì ta nghĩ cái làng này toàn dốt hết. Nói xong hồi cái nói, bác à, bây giờ con đố bác một chuyện nghe. Mà hễ bây giờ con đố bác á, mà bác biết bác trả lời á được á, thì con bác trả lời được câu hỏi của con thua bác 10 đồng. Nhưng mà nếu con ngược lại, con đố bác mà bác trả lời không được á, bác chỉ cần trả con đồng thôi. Thì ông già cũng nói dạ được. Thế thì ông mới nói thôi bác đố con trước đi, tại ông giỏi mà, ông nghĩ ông giỏi cái gì cũng biết thì tại sao phải đố trước. Nể ông già, gọi là cho ông già đố trước. Thì ông già mới đố anh, con gì khi lên núi đi bằng 4 chân, khi đi xuống núi đi bằng 2 chân? Anh nghĩ hoài nghĩ không ra, cuối cùng anh thua cái anh móc 10 đồng đưa. Thì hồi nãy hay giao kèo rồi, hễ con thua con trả 10 đồng.
Thì khi anh móc 10 đồng anh đưa cái, trong khi đưa tiền mà ấm ức, con gì vậy bác? Đưa 10 đồng mà ấm ức, con gì vậy bác? Thì vậy thôi, cái ông già mới, ông lấy 10 đồng nhưng mà ông cũng chuẩn bị sẵn 9 đồng rồi, ông đưa lại, ông nói tôi nói thiệt với anh tôi cũng không biết. Nhưng mà quý vị biết là hồi nãy anh thua, anh đưa tôi 10 đồng. Bây giờ anh hỏi ngược lại tôi, cái đó là con gì? Tôi thành thật tôi nói rằng tôi không biết, lại tôi thua anh đồng đúng giao kèo. Anh đưa tôi 10, tôi trả là anh 9, tôi giữ đồng, anh thua tôi thôi. Vì vậy cho nên người xưa mới có câu á, khiêm tốn bao nhiêu còn chưa đủ, tự cao một chút cũng là thừa. Mình khiêm tốn bao nhiêu chưa chắc đã đủ, nhưng mà một lần khiêm tốn, xin lỗi, một lần mà mình tự cao thấy nó quá dư thừa, mà thậm chí người ta còn nói hoài, nói không hết chuyện. Cho nên vì vậy mà tại sao á, trong chùa đó, các thầy, các sư cô mỗi khi đắp y rồi là hai tay phải để trước nè, khiêm cung, lúc nào tay mình phải cung thủ. Cái y mà đắp vô rồi á, cái vạt bên này nè, để ở đây nè, thì cái cánh tay bên này phải để đáp vô. Mà đi lúc nào hãy người mà đắp y rồi là hai cái tay sẽ đi trước vậy, để bày tỏ sự khiêm cung của mình, gọi là lúc nào mình cũng cung thủ. Mình muốn đưa cái gì cho ai xa quá, theo lẽ phải đưa hai tay mà đưa không tới, thì đưa một tay, nhưng mà cái cánh tay trái nè phải đắp vô cánh tay phải một cái, để nói với người kia là con có lòng muốn đưa món này bằng hai tay, nhưng vì xa quá con đưa không tới, và con xin thể hiện bằng cách là con để một cánh tay nữa vào đây, bằng cách con đưa hai tay. Khiêm tốn. Tại sao trong Phật giáo mình phải chắp tay mình xá nhau? Khiêm tốn. Gặp nhau là phải giữ sự cung kính. Và đừng nói rằng thằng đó nó nhỏ xíu mà tại sao tôi lớn hơn nó, tôi phải xá nó. Dạ thưa, mình không phải xá cái xác nó, mình xá cái ông Phật trong nó, mình xá cái tấm của nó. Và hơn nữa, xá như vậy để chi? Để nó tự động nó chấp tay lại, nó xá mình, là mình dạy cho nó, vừa xá nó nhưng mà đồng thời cũng hướng dẫn cho đứa nhỏ đó biết khiêm cung. Ông thầy đó, ông nhỏ hơn tôi mà mắc chi tôi xá ông? Mình không có xá cái xác đó, mình xá cái giới pháp mà ông đang thọ nhận của Phật, mình xá cái y mà ông đang đắp, mà sâu sắc hơn nữa xá Phật tánh của ông thầy đó. Và khi mình xá như vậy thì ông thầy đó tự biết tàm quý, một bậc trưởng thượng mà xá mình thì tâm mình còn phải cung kính hơn thế nữa. Cho nên xá ông thầy là dạy ông thầy tu. Ví dụ như mình gọi, thưa thầy, thí dụ vậy đó, nói, tại sao tôi phải gọi, tại sao không được, ổng là ông thầy thì mình cứ ông thầy. Mình đi bác sĩ, mình đang gặp, dạ chào bác sĩ. Vô văn phòng luật sư, chào luật sư. Vô nha sĩ, chào nha sĩ. Tại sao giờ cái ông đó ông cạo đầu, ông mặc đồ tu, mình kêu ông thầy không được? Thì mình lại nói là tuổi tác mình lớn hơn. Xin lỗi, ca sĩ mà gặp chào anh ca sĩ, nghĩa là mình gọi đúng cái vai trò của họ là ai. Thì mình ông thầy chùa, ông đã ở trong chùa ông tu. Mà thường thường á, thầy ở trong chùa nhưng mà kêu thầy chùa nghe nó kỳ. Thầy ở trong chùa nghĩa là thầy chùa,
Nhưng mà thường nghe chữ thầy chùa thấy nó có gì nó đau đau. Hình như ta đang soi mói gì đó. Nhưng mà mình gọi vị thầy đó, nó có nhiều cái hay lắm. Một, gọi đúng cái vị trí của ông. Ông là ông thầy, tôi gọi ông là ông thầy. Vì sao? Vì trên thế gian này tôi gặp ca sĩ, tôi gọi ca sĩ, tôi gặp luật sư, tôi gọi luật sư. Tất cả những chức vụ trên thế gian này mình vô đâu mình gọi đúng vậy. Thì ông đó ông thầy, kêu ông thầy. Thứ hai, mình xá ổng, mình thậm chí mình xưng con. Để chi? Để cho ổng tu. Chúng tôi gọi ông bằng thầy, xưng như vậy thì ông tự biết cái vị trí của ông là như vậy, cho mình đưa vị đó vô cái khuôn, chứ không có sao hết á. Mà thật sự mình càng như vậy, mình càng làm cho cái người đó tu phải giỏi. Tu phải giỏi. Cho nên trong Phật giáo mình tập xá nhau nè, rồi thậm chí gì nữa, phải mọp xác người mình xuống đảnh lễ Phật. Để chi? Để bày tỏ, buông xả cái ngã mạn của mình, khiêm cung đó. Cho đó là sự khiêm cung. Chứ cái người mà họ có khiêm cung, họ cũng thể hiện được cái đức tính tốt của họ, họ là người tốt. Đó là cái điểm thứ năm của người, cái người tốt. Điểm thứ sáu là gì? Là chánh trực. Trực là thẳng, chánh là ngay. Thậm chí người đó trực, người đó luôn luôn ngay thẳng, nghiêm túc. Có một ông quan á, ông nổi tiếng là không có tham. Vì ông không tham cho nên mọi người rất quý ông. Một hôm nọ có một anh trong cái làng đó quý ông lắm. Thì gia đình ảnh có một cái viên ngọc, ảnh mới đem lên dâng cho ông quan. Ông nói: dạ thưa quan, gia đình con có một viên ngọc mà con ra chợ con kiểm soát rồi. Người ta nói đây là một viên ngọc quý, và con biết chắc đây là viên ngọc quý rồi, cho nên con quý quan, cho nên hôm nay con đem dâng tặng cái viên ngọc này cho ngài. Ông quan từ chối không có lấy. Ông quan nói á, ông cho viên ngọc này là quý, tôi cho sự không tham của tôi là quý. Nếu hôm nay tôi nhận viên ngọc của anh thì anh mất một của quý. Tôi nhận viên ngọc này thì tôi cũng mất một của quý, mà của quý của tôi là không tham. Nếu nhận, cả hai chúng ta đều mất hai của quý. Anh mất viên ngọc quý, tôi mất lòng không tham là quý. Chi bằng anh giữ lại đi, để hai chúng ta giữ được của quý. Chúng ta cũng thế. Bây giờ mình tập, ví dụ như là trong cuộc sống của mình, cái gì mình không cần mà người khác cần mình nhường. Có đôi khi á, mình không có cần, nhưng mà cái thói quen của mình là free là lấy, mua mới tính sao. Tại cái gì mà miễn phí là mình phải lấy, mà thậm chí là miễn phí là hốt chứ không có lấy nữa, hốt. Còn hễ cái gì mà trả tiền là gì? Lựa. Đi chợ mà người ta bán bắp mà một đồng một trái là mở hết ra, mở hết ra để make sure là trái bắp này hột từ trên xuống dưới, hột cho đều, hột lép lỏng. Thí dụ vậy đó. Đâu có xa đâu. Đó là chuyện bình thường của con người mà. Nhưng mà chúng ta sống ý thức chánh niệm, ý thức bản thân mình, tâm tánh và tật, cái tật của mình.
Thưa đại chúng là cái bệnh chữa được mà cái tật khó chữa lắm. Thí dụ như cảm ho rồi là bệnh, còn tay chân mà què quặp thì gọi là tật. Thì trong con người chúng ta cũng vậy, chúng ta có những cái tật mà nếu chúng ta không chữa thì cái tật nó càng ngày càng lớn, càng nặng, và thậm chí người ta rất khổ với cái tật đó của mình. Ví dụ mình nói cái tật của tôi là nóng, trên bào chữa là nhưng mà tôi tốt, thì mình tốt người ta biết rồi, nhưng mà sao mình không tương đồng cái lòng tốt với cái lời nói tốt để cho nó trọn vẹn là lương thiện, là người tốt. Bụng thì tốt mà mình nói ra cái lời không tốt thì người ta nói mình là cái gì? Khẩu sao? Khẩu xà tâm Phật. Nghe kỳ quá. Nhưng mà rồi có nhiều khi mà ngược lại nữa thì có nhiều người là khẩu thì Phật mà tâm thì xà. Cái này còn nguy hiểm nữa. Rồi có bạn thứ ba là khẩu xà tâm xà. Cái này còn dữ dội nữa. Cho nên Phật nói có ba thứ rắn: có rắn có độc, có rắn không độc, vân vân. Cho nên chính trực á, là cái người mình tập mình sống cái gì mình không cần, mà người mình biết người khác cần nhường, và thậm chí mình có lấy mà mình biết người khác cần cho. Cái thứ bảy mà để nói lên người tốt là gì? Là thành thật. Có một câu chuyện rất thật ở tại nước Anh đó. Thì có một hôm đó có một cái ông nhà giàu, trên đường ông đi về buổi tối, thì có một đứa nhỏ nó cứ đeo theo ông, nó bán kẹo. Ông nhất định ông không mua, nó năn nỉ quá. Thì ông mới nói tôi không có tiền lẻ. Nó nói ông ơi, cái bịch kẹo này 10 đồng mà ông đưa con 100, ông cứ đi giữ bịch kẹo đây nha, con chạy con đi đổi tiền về con thối lại cho ông. Nó đi suốt một buổi, ông này chờ hoài chờ quỷ không thấy. Tới khuya là ông bắt đầu, ông đã có thể chả có câu trả lời rồi. Ông nói ông bị gạt, cho nên thôi ông coi như là chấp nhận mất chồng. Ngày hôm sau có một đứa nhỏ khác chạy tới cửa tiệm của ông, xin vô văn phòng gặp ông. Ông nhìn đứa nhỏ, ông ngạc nhiên hỏi con là ai. Nói dạ anh của con là người bán kẹo cho ông tối hôm qua, vì khuya anh con đi đổi tiền, lo gấp gáp đổi tiền và xe đụng anh của con. Nhưng khi anh con nằm bệnh viện, anh con vẫn dặn con đem 90 đồng này tìm tới ông trả lại cho ông. Thì cái ông này ông nghe như vậy ông cảm động, ông mới kêu cái đứa em đó dẫn ông tới để thăm cái đứa anh đó. Thì trong khi ngồi nói chuyện thì ông mới phát giác ra rằng hai đứa nhỏ này là hai đứa mồ côi. Và từ đó ông đã nâng đỡ hai đứa nhỏ. Thế cho nên cái lòng thành thật nó là phẩm giá của con người, sự chân thành. Đó là một câu chuyện có thật ở tại nước Anh. Một câu chuyện thật khác có thật ở nước Mỹ. Một hôm đó có hai anh đó, một anh tên là Paul. Để Phó Hoài nhớ một anh tên Paul, một anh tên gì đó. Một anh tên là Jack. Thì hai cái anh này á, cái bữa nọ mới tổ chức với nhau đi chơi snow, đi chơi ski gì đó. Thì gặp một cái cơn tuyết đổ nặng, cho nên hai anh mới tấp vô một cái nhà để xin ngủ lại. Thì cái bà chủ nhà bà mở cửa, bà thấy hai anh, bà không dám cho vô nhà. Thời đó cũng thời xưa, cho nên cũng còn phong kiến, cũng còn, xin lỗi, cũng còn dè dặt.
Bà nói chồng tôi mới chết, nếu mà hai anh vô nhà tôi ở như vậy thì những người xung quanh bà con họ biết được, họ nói chết. Thì hai anh mới nói như vậy bà có thể cho tôi vô ngủ ở cái gara được không? Thì cái bà đó bà chấp nhận, nhưng mà với điều kiện là 5 giờ sáng ngày mai hai anh phải rời nhà sớm chứ không để người ta thấy. Thì trong khi đồng ý như vậy rồi thì đóng cửa rồi hai anh ngủ. Sáng trước 5 giờ là hai anh rời đó rồi. 9 tháng sau anh Jack á, anh mới nhận một lá thơ. Anh đọc xong lá thơ anh mới gọi cho anh Paul. Anh mới hỏi anh Paul, anh có nhớ là 9 tháng trước mình đã đi chơi ở một cái cuộc rồi mình tấp vô ngủ nhà bà vậy vậy không đó? Ông nói tôi nhớ. Anh Jack hỏi tiếp, vậy có phải anh là người nửa đêm đã lén qua nhà của bà chủ nhà rồi anh có quan hệ với bà không? Thì lúc đó anh Paul mới nói sao? Phải thú thiệt là có. Anh Jack hỏi tiếp, như vậy có phải là trước khi anh đi anh không dám thay tên thật của anh mà anh lấy tên tôi anh khai với bà không? Thay vì tên Paul ông nói tôi tên Jack. Thì lúc đó ông Paul ông chới giới rồi, ông không thể nào cãi được. Ông nói dạ đúng. Vậy có phải anh đã đưa địa chỉ nhà tôi cho cái bà đó không? Cũng đúng luôn. Sau một hồi hỏi xong, anh Jack nói thôi tôi cũng cảm ơn anh, tại vì bà đã bả mới chết và tài sản của bà đã sang hết qua tên tôi. Đó là một câu chuyện có thật. Có hai em học sinh, ông thầy muốn thử coi đứa nào thành thật. Ông mới đưa cho hai cái hạt đậu. Ông mới nói bây giờ các trò về trồng hai cái hạt đậu này, ai mà được nức mọng mà lên cây trước thì đem tới đây sẽ có thưởng. Thì đâu chừng hai tuần lễ sau, thời gian sau đó thì một em nó cầm cái cây tới, nó khoe với ông thầy, nó nói thầy cái hạt đậu thầy đưa con nứt mầm rồi. Đứa thứ hai nó vô thất tiểu, nó nói sao kỳ quá, bạn trồng lên mà con trồng không có lên. Con đưa cho thầy coi, hai tuần lễ nay con gieo nó không lên. Ông thầy mới nói của con không lên là đúng, tại cái hạt đậu của con ta rang rồi. Nghĩa là hai hạt đậu đó bị rang hết rồi, mà cái thằng mà nó trồng lên là nó tráo. Thì ổng mới biết rằng cái thằng mà trồng lên này là nó dốc. Đó là cái cách thử cái lòng thành thật của đệ tử, của học trò. Cũng như là các bậc thầy tổ ngày xưa muốn thử cái tâm tham của đệ tử. Trong một buổi ăn á, ông để ý cái đứa nó ăn để ông biết cái tâm tham đó. Cái đứa nào mà nó ăn á, nó ngồi nó ăn bình thản, nhưng mà có đứa nó đưa vừa đưa vô trong miệng cái á, lặng mắt nó ngó dĩa kế, thì cái tay nó bóc cái miếng mà nó khoái nó bỏ ở đây miệng, mặc dù miệng nó vẫn còn nhai. Thì ông thầy ông nhìn xuống, ông vẫn thấy được cái tâm tham của từng đứa. Cũng giống như là các thầy tổ của chúng ta muốn thấy được cái tâm chánh trực chân thành của mình, người ta sẽ thấy được qua cái cây nhang mình cắm, qua cái tiếng chuông mình thỉnh, qua cái tiếng mõ mình thỉnh, qua cái cách mình dọn dẹp quét nhà là mình làm cho qua loa hay là mình làm bằng tất cả cái chân thành của mình. Chứ ngày xưa quý vị biết là các vị cổ đức ngày xưa các ngài hay lắm. Các ngài có những cái cách
để các ngài hướng dẫn mà rất nhẹ nhàng. Và thậm chí các ngài còn không cần cái máy đo gì hết trơn á. Bây giờ nó có cái máy đo stress nha. Bây giờ mình vô, mình để ngón tay mình vô, xong rồi nó đo cái nhịp đập mình, nó biết á, mình stress cỡ nào rồi sao sao, nó hiện lên mấy cái màu hết á. Rồi thậm chí mình đo vậy xong rồi ta còn biết á, là trong người của mình đang thiếu bao nhiêu thứ chất dinh dưỡng, vân vân. Cho nên cái đức, cái điều thứ bảy mà người ta có thể nhận ra là một người tốt là gì? Là sự thành thật. Cuối cùng là sự kiên trì. Có một cái buổi, một cái ông bác sĩ đó, ông đi vào một cái ca mổ với một cô y tá. Thì sau khi mà cái ca mổ xong đó, thì ông này bác sĩ mới định vá cái vết mổ đó lại, thì cô y tá cổ cản, cổ không cho. Cổ nói là hồi nãy mình mổ đó, tổng cộng có 12 cái vật dụng nó nằm trên cái bàn mổ này, mà bây giờ còn có 11 à. Nghĩa là hổng chừng lọt vô cái bụng cô đó một cái. Cổ nhất định cũng không cho mổ. Ông bác sĩ nói không, tôi phải giá lại. Cổ nói tôi bất chấp, bằng mọi cách bác sĩ không được vá. Hai bên giằng co một hồi, cô này, ông này mới nói, cô mà không nghe lời tôi sẽ cho cô nghỉ việc. Cô nói tôi chấp nhận nghỉ việc, nhưng hôm nay tôi phải chống cái chuyện này, vì rõ ràng tôi là cái người kiểm tra những vật dụng đem ra cho cái ca mổ này 12 món, mà bây giờ còn có 11, mà kiếm khắp nãy giờ không có, thì làm sao tôi chấp nhận cho ông giá cái vết thương này lại được. Mà tôi là y tá, tôi soạn cái này tôi chống, tôi không cho mổ, tôi không có cho giá cái đó lại, giá cái vết thương lại. Dằn co một hồi thì cuối cùng bác sĩ mới móc ra cái kéo. Ông đang thử lòng của y tá đó. Ông móc ông ra cái tánh kiên trì của cô, chống những cái điều cần phải chống, những cái điều mà gọi là có lợi cho bệnh nhân, và cô kiên trì tới cùng để bảo vệ cái sức khỏe, cái đời sống, sinh mạng cho một người bệnh. Sự kiên trì này, cô đủ, cô xứng đáng, cô làm việc. Và sau này cô đi làm việc ở đâu, cô cũng không bị lo sợ. Cho nên á, thường thường người ta hay có một cái, trong cái khoa bói toán á, nó có một cái khoa là coi tướng, rồi coi chỉ tay, coi nút ruồi, coi đủ thứ hết để người ta nhận định một con người. Mình không phải thầy bói, nhưng nếu như mà mình mà không có cái tướng đẹp nào bằng cái tướng tốt, người tốt. Ví dụ như người đó tướng tốt, tướng đẹp, gọi là, mình nói theo tiếng Hán là gì? Hảo tướng. Hảo tướng. Mà hảo tướng thì mình dịch là tướng tốt. Chứ mình khen Phật á, tướng tốt trang nghiêm, hảo tướng. Cho nên vì sao mà có được cái tướng đó là do cái cách sống của mình. Và chúng ta thường nói là mình thích người tốt, muốn làm người tốt. Thì người xưa có vài điểm, dĩ nhiên có rất nhiều điểm khác để nhận định là một người tốt. Nhưng đây là 8 điểm căn bản mà chúng ta có thể nương vào đó để sống. Và những câu chuyện thành thật như thế để chúng ta làm cái gì? Cái kim chỉ nam, cái thèm thèm. Thưa đại chúng, tại sao phải quy y Pháp ngoài quy y Phật? Vì Pháp là con đường dẫn dắt cho mình đi qua cái khổ tới cái chỗ vui.
ở đời này làm gì cũng có đường hết, đi đâu cũng phải có đường hết đó. Không có đường đi không tới. Muốn làm gì phải biết cách làm, không biết cách làm mới xong. Thế thì cũng thế, chúng ta muốn làm người tốt, nó có đường, nó có cách chỉ mình làm người tốt. Bây giờ mình muốn đi đường mau, có không? Có đường mau? Có. Tại vì có nhân đạo, có thiên đạo, có Bồ Tát đạo, có Phật đạo, thì nhất định sẽ có ma đạo. Mà mình là cái người sống tỉnh thức thì chúng ta không muốn đi vào ma đạo, mà chúng ta đi vào chánh đạo, nhân đạo, thiên đạo, Phật đạo. Thì muốn như vậy thì trước hết chúng ta hãy tập là một người đi trên con đường nhân đạo. Mà người ta thường nói sao? Nhân đạo mà có, thiên đạo, Phật đạo không có xa. Vậy vì vậy cho nên trong năm thừa của đạo Phật, nhân thừa đứng đầu. Ngoài thiên thừa, thanh văn thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa. Nhân thừa phải có. Mà nhân thừa không có thì không làm gì được hết. Cho nên bước đầu tu phải tam quy ngũ giới. Quy y Phật, nương tựa người thầy. Quy y Pháp, tiếp nhận một con đường để đi. Quy tăng, nương tựa đoàn thể. Tổ chức chỉ có 3-4 buổi sinh hoạt ở đây mà cũng phải có một tăng, một đoàn thể. Một người đâu có làm được. Phải 5-7 người, mỗi người mỗi việc. Cho quý vị thấy không có việc gì mà làm mà không có người phò trì. Ngay cả Đức Phật không có Ca Diếp A Nan làm sao Phật làm đạo. Di Đà không có Quan Âm Thế Chí, Phật Di Đà làm việc không xong. Phật Dược Sư làm việc không được nếu không có Nhật Quang biến chiếu, Nguyệt Quang biến chiếu. Cho nên chúng ta làm gì cũng phải có người phò trì, mà phò trì là tăng. Bây giờ mình nhìn trong thân thể ta, thân thể ta là một hợp thể như tăng, hòa hợp. Tim, gan, phèo, phổi hợp lại làm việc tốt, cho nên mình mới sống tốt, khỏe mạnh. Như vậy nhìn cơ thể mình cũng là một hợp thể tăng. Năm uẩn là tăng, phối hợp tinh cần. Tăng không phải là đoàn thể bên ngoài không, mà chúng ta nhìn sâu hơn nữa thì thấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng làm việc rất tốt để cho mình có một cuộc sống tốt. Thì buổi sinh hoạt đầu tiên hôm nay, Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng một cái điều mà tất cả chúng ta ai cũng mong, là mong được làm người tốt và mong được gặp người tốt. Thì đây là cái công thức để cho chúng ta làm người tốt. Mà quý vị cứ tưởng tượng mà thế gian này chỉ cần chúng ta sống được chút nào thôi thì chúng ta được 1% của người tốt, nó cũng đỡ đi. Đó, cho nên Phật nói người nào mà tu được một giới, hai giới gọi là tiểu phần cư sĩ. Người nào tu được ba giới là gì? Là bán phần cư sĩ. Người nào tu bốn giới là đa phần cư sĩ. Người nào tu trọn năm giới gọi là toàn phần cư sĩ. Xin cảm ơn đại chúng đã theo dõi buổi nói chuyện. Bây giờ trong này mình có mấy câu hỏi mình trả lời hôm nay mà để dành cho ngày mai. Dạ. Tiền lính tính liền hả? Rồi, chỉ có mấy câu thôi. Thưa thầy, chồng con đã mất mấy năm nay. Nay hai con của con lại bị bệnh nặng, con cảm thấy rất buồn tủi và chán nản.
không biết kiếp trước con làm gì nên tội mà kiếp này số phận con quá trưng chuyên. Có người thầy khuyên bảo con nên tụng chú Đại Bi 108 lần một ngày liên tục suốt 3 năm thì sẽ hoàn chiếu và quán chiếu được kiếp trước của mình. Có phải như vậy không thầy? Trước hết thì Pháp Hòa xin chia sẻ cái nỗi niềm với cô. Thứ hai là theo ý Pháp Hòa thì không phải cô tụng 108 lần mà cô có thể biết được kiếp trước đâu. Thì cái này thì có thể thầy đó có cách, nhưng mà riêng Pháp Hòa thì không. Pháp Hòa không biết cái vụ này và cũng chưa bao giờ nghe tụng 108 lần mà biết được kiếp trước trong 3 năm. Thôi thì bây giờ tiếng Mỹ nó kêu wait and see. Nếu mà cô tin, nhưng mà bây giờ cô nghĩ vậy đi, cô đừng nghĩ là sau 3 năm cô có quán chiếu gì hết. Đừng đặt cái chuyện đó. Bây giờ cô cứ nghĩ là trong cái cảnh khổ thì mình đã khổ rồi, sự thật là như vậy rồi, mình không thay đổi được. Bây giờ mình chỉ còn làm được một việc là: một là chấp nhận sự thật, hai là phát tâm tu tập để chuyển nghiệp. Thì bây giờ phát tâm tu tập chuyển nghiệp thì mình chọn cách nào như vị thầy này hướng dẫn cũng được. Trì 108 lần chú Đại Bi mỗi ngày với một cái tâm niệm là tu tập để tâm mình bình an, chấp nhận những sự thật và nhờ công đức tu tập chuyển nghiệp thôi. Chứ đừng nghĩ rằng 3 năm sau mình sẽ quán chiếu được kiếp trước gì của mình. Mà lỡ nếu 3 năm mình làm không được thì mình lại mất niềm tin với thầy, và mình có thể nghĩ rằng đạo Phật là không có linh. Nhưng mà thật sự ra cô không trì chú Đại Bi cũng cuộc sống nó cũng bình thường là vậy đó, tức là sự thật là vậy rồi. Nhưng mà nhờ cô dùng cái thời gian cô trì tụng kinh, không nhất thiết là chú Đại Bi nữa, lại sám hối tụng bất cứ cái gì mà mình có thể được. Và trong thời gian cô tu tập đó, cái Phật Pháp sẽ làm cho tâm cô bình an, vững chắc, và cô chấp nhận được những cái gì nó xảy đến. Và cô không có khổ đau khi sự việc nó đến. Vì cuộc đời này vốn vĩ chúng ta đến đây, vốn dĩ chúng ta có mặt ở đây là có những cái nghiệp lực. Mình không có nghiệp mình đâu có ngồi đây. Và mỗi người mỗi nghiệp, mỗi người mỗi một cái hoàn cảnh khác nhau. Thì cái quan trọng là mình có đủ năng lực của tâm để mình vượt được những cái khó này. Còn cái vấn đề hành trì thì tùy theo khả năng của mình. Tốt, chứ không cần đặt cái vấn đề là 3 năm sau. Tại vì nếu mà mình đặt như vậy đó, có thể trong khi mình hành trì nó thiếu sự nhiếp tâm, vì mình cứ chờ đợi tới 3 năm. Còn bây giờ cứ thả tâm mình lỏng ra, chấp nhận sự thật và để dành thời gian chăm sóc con cái, và mình hành trì để chuyển nghiệp. Biết đâu chừng đời này con mình nó có mặt ở đây với mình. Ngoài cái chuyện chăm sóc con cái bằng hình thức là lo bệnh, lo ăn uống, chăm sóc đời sống đó, mà nếu mình có sự tu tập, mình chuyển luôn cái nghiệp lực của nó với mình kiếp này kiếp sau thì cũng là cái tốt. Cho nên theo ý Pháp Hòa là cô cứ chọn một cái cách nào đó. Nếu mà cô không có thời gian trì tới 108 lần chú Đại Bi thì cô cứ trì theo cái khả năng của mình, thậm chí 21 lần cũng được. Hoặc là cô lễ Phật sám hối, cô cứ chọn cách nào để mà cô có sự hành trì mỗi ngày, để Pháp Phật, để giáo Pháp có thể làm cho tâm mình bình an, vững chãi, chấp nhận, rồi mình chuyển hóa nghiệp lực của mình. Bệnh nó có 3 loại: một là thân bệnh, hai là tâm bệnh, ba là nghiệp bệnh. Mà nghiệp bệnh thì chỉ có sám hối tạo phước để chuyển nghiệp thôi. Còn thân bệnh thì phải đi bác sĩ đó. Ví dụ như hai cháu nó bệnh, cô phải dẫn đưa đi bác sĩ, cô phải dẫn cho chăm sóc bằng
những cái phương thức ở đây, đó là chữa thân bệnh. Ngoài ra mình không có nghiệp, mình không có gặp mấy cảnh khó, cho nên ráng sám hối tụng kinh để chuyển nghiệp. Trò không hiểu một câu trong 12 lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm là vọng nam nham cần lễ bái Quan Âm Như Lai già tỏa giải thoát nguyện. Thưa đại chúng, đây là một trong 12 lời nguyện của Đức Quan Âm, tức là con xin kính lễ Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Chữ vọng là hướng về, nam nham tức là núi ở phía nam, bởi vì Đức Quan Âm ở nam gì? Nam Hải, theo cái tín ngưỡng của mình đó. Cho nên hướng vọng về phía nam, núi nam gọi là vọng nam nham. Chí thành lễ bái Đức Quan Âm có khả năng trừ hết những cái ngăn ngại để đưa chúng ta đến chỗ giải thoát. Cái câu nó nghĩa là vậy đó. Nam mô vọng nam nham, tức là hướng vọng về phía nam, chí thành lễ bái, cần lễ bái, chuyên cần siêng năng lễ bái Đức Quan Âm. Cái nguyện của Ngài là sẽ già tỏa giải thoát. Tức là chữ già là gì? Là những cái gì ngăn ngại sẽ giải được hết để mình đi tới chỗ giải thoát. Ví dụ như mình tụng Nam Mô Trú Dạ Tuần Vô Tổn Hoại Quan Âm Như Lai gì? Quan Âm Như Lai gì? Năng trừ nguy hiểm nguyện, phải không? Trong cái câu nguyện mà 12 lời đó, thí dụ mình nguyện như vậy là nguyện Đức Quan Âm Trú Dạ Tuần Vô Tổn Hoại, tức là ngày đêm Ngài thường hay gia hộ cho mình trừ đi hết những cái hiểm nguy. Đó là cái nguyện của Ngài. Cho mình cái câu mà vọng nam nham, tức là mình hướng về núi ở phía nam, tức là Nam Hải. Kính bạch Thầy, cho con được hỏi về trầm cảm làm sao để vượt khỏi nó. Con nhận thấy xã hội hiện nay rất nhiều người bị trầm cảm và muốn đi tự tử. Chữ cảm á, nghĩa là những cảm xúc. Những cảm xúc này bây giờ nó không bộc lộ ra nữa, mà nó chìm xuống, nó ôm chặt ở trong lòng, gọi là trầm cảm. Ví dụ mình vui, mình nói cho tôi biết tôi vui. Mình giận, mình nói cho biết tôi giận. Đó là mình bày tỏ cái cảm xúc của mình. Bây giờ cuộc đời này mình không còn tin ai, mình không có muốn giao tiếp với ai nữa. Bao nhiêu những cái cảm xúc gì mình ôm trong này, mình để trong lòng, cái đó gọi là trầm cảm. Những người bị trầm cảm á, thì mình không có thể gấp gáp được. Tại vì họ đã bị một cái thời gian dài như vậy rồi mình mới phát giác. Thì bây giờ mình cũng phải cần một thời gian để mình có thể giúp họ. Cho nên cần sự kiên trì. Một trong 8 đức tính của người tốt, cần sự kiên trì, nhẫn nại và đầy đủ tình thương cho người đó. Tại vì mình không, trước hết mình muốn cứu ai, muốn giúp ai, thì cái điều kiện đầu tiên nhất là lòng từ bi. Nói cho dễ hiểu là tình thương. Mình không thương mình không làm được đâu. Tại vì sao? Những người đó mình khó phục sự lắm. Tại họ vui buồn bất thường lắm. Có nhiều lúc mình rủ họ đi chơi, mình plan hết để cho họ đưa, tới giây phút cuối họ có thể đổi ý, họ không đi. Cho nên phải có tình thương với họ, có sự nhẫn nại kiên trì để giúp họ, đưa họ ra khỏi. Và mình muốn giúp họ, những người này đó,
Mình phải tạo những cái môi trường sinh hoạt. Thí dụ như mẹ con với nhau thường rủ con đi ra ngoài. Thí dụ mình nói con ơi con, mẹ đi làm về mệt quá, con ra con phụ rồi mẹ rửa cái chén nha con. Thì kêu nó ra khỏi phòng để cho nó có những cái sinh hoạt. Nó vừa rửa chén xong, con ơi mẹ nấu ăn không kịp, con phụ mẹ lặt rau nghe con. Mình tìm cái gì đó để cho nó làm chung với mình. Nó không thể làm một mình, tại vì nó một mình rồi bây giờ nó làm mình nữa, nó lonely lắm. Làm chung với mình. Và chút chút thôi, mỗi ngày mình đem nó ra khỏi. Và có những đứa đó, nó bị như vậy xong rồi á, nó lên mạng, nó thấy nhiều người bị giống nó và người ta tự vẫn, nó bắt chước. Cho nên một trong những cái nguy hiểm mà bây giờ con người bị ảnh hưởng đó là vì cái gì nó cũng có trên mạng hết á. Cho nên chúng ta không có đủ chánh niệm, ý thức, thì những cái trên mạng đó nó ảnh hưởng mình ghê gớm lắm. Cho nên cái giới thứ năm á, là phải tìm những cái gì mà lợi cho tâm mình mới tiếp xúc. Còn ăn cái gì mà lợi cho thân mình mới ăn. Chứ đại chúng đừng hiểu lầm giới thứ năm là chỉ cấm uống rượu hút thuốc nha. Cái giới thứ năm nói cho rõ là phải có chánh niệm trong việc tiêu thụ hàng ngày cho cả hai phương diện thân và tâm. Nếu như mình ăn uống không chánh niệm hại thân, tiếp xúc những cái gì không chánh niệm hại tâm, như là game, như là những cái sách báo, như là những phim ảnh. Phim ảnh bây giờ á, rất là bạo động. Con nít mà coi phim bạo động riết nó ảnh hưởng vô cùng. Nó biết cung tay, nó đánh người, nó biết lấy cây, nó đập người là từ những phim ảnh bạo động. Và thậm chí những mưu mô mà giết người mà quý vị đọc trên báo chí đó, toàn là phim ảnh mà ra. Nhất là những phim mà xã hội đen đó, giết người như thế nào, giấu chặt người ra như thế nào, bây giờ xã hội nó có hết. Giống như cách đây mấy năm đó, ở bên Canada có một câu chuyện là hai đứa học sinh bên Trung Quốc đó, nó giết người, nó chặt từng khúc, nó bỏ vô bưu điện, nó gửi đi. Dễ sợ không? Từ đâu? Từ những phim ảnh hết. Cho nên Đức Phật luôn luôn nhắc nhở mình phải đem cái gì mà lợi ích cho thân và tâm mình. Đại chúng cứ nghĩ, bây giờ mình cứ nghĩ đơn giản thôi, mình ăn tạp nhạp hết thì bệnh bệnh thân. Mà cái gì mình cũng đem vô tâm mình hết là bệnh tâm. Cho nên phim ảnh sách báo bây giờ như đứa nhỏ nó chơi game, những cái game bạo động rất là nhiều. Còn người lớn của mình đó thì không có chơi game bạo động, nhưng mà ví dụ thôi ha. Mình nghe cải lương riết một thời gian, khóc riết cái tự nhiên mình cũng nhão, mình ủng ẹo như mình coi phim Tàu riết mình ảnh hưởng. Có một thời gian phim Tàu là tràn lan, là trời, nói chuyện ra là bắt đầu nghe phim Tàu không à. Từ từ đi, không có tiễn nha. Mấy câu đó Việt Nam đâu có bao giờ nói. Nhưng mà mình coi phim Tàu riết mình sẽ ảnh hưởng những từ ngữ trong phim Tàu. Thậm chí người ta lái xe ẩu quay cửa kính xuống, mày gấp đi đầu thai hả mày. Mấy câu đó trong phim Hồng Kông mới nói. Người Việt không có nói mấy câu đó. Mà bây giờ người Việt mà ai mà lái ẩu cái mình nói một câu mày đi đâu thái hả mày, là mình biết rồi đó, phim Tàu ra rồi đó, phim Hồng Kông nó ra tới. Và thậm chí thí dụ như mình coi phim Tàu, phim kiếm hiệp riết mà đập ông đạo sư bên Thiếu Lâm tự mà ông cầm ở cây tích trưởng gõ ta cái bóp ta học máu ta chết cho thiện tài, thiện tài. Mình cũng bắt chước. Cho nên nó ảnh hưởng hết. Và quý vị thấy ví dụ có nhiều vị thầy coi thầy hồi mình đi học, một cái vị hòa thượng đó,
cái sau này mình đi ra giảng, có nhiều thầy giảng y như hòa thượng nói vậy. Mình gần cái gì mình hấp thụ cái đó, nhưng mà cái đó tốt thôi. Nhưng mà nếu như mình gặp gần một cái người xấu là mình làm y hệt vậy. Quý vị thấy những đứa con nít mà mình cho nó chơi chung một cái đê khe với nhau ha, mà những đứa nào mà hung dữ, biết cung tay đánh người, cứ về nhà tự nhiên cháu mình nó biết cung tay, mà trước khi nó vô đê khe nó không hề có cái đó. Cho nên ác tập ác giả trưởng ác tri kiến là vậy đó. Ngài Quy Sơn nói trong trong cái văn của Ngài đó, ác tập ác giả trưởng ác tri kiến, hễ mà gần cái xấu là nó ảnh hưởng cái xấu, mỗi ngày nó tăng trưởng cái thấy biết xấu. Kính bạch thầy, chư tôn đức giải thích cho con, nhà con có bàn thờ Phật con để rất cao, như thế có tốt và đúng đạo không, hay là phải dời ngang tầm với thấp hơn? Con xin thầy giải đáp dùm. Ở trên cao thì xuống hơi khó. Thật sự ra quý vị biết không, mình thờ Phật á, sao cũng được. Nhưng mà thông thường, đây là mình nói theo cái thông thường thôi. Khi mình thờ Phật ở quá cao, nó có hai cái bất lợi. Một là mình thắp nhang không được thì mình phải leo. Mình phải kiếm cái gì để mình bước lên mình thắp. Thì lỡ mà mình trật chân mình té thì nguy hiểm. Cái thứ hai nữa đó, ở cái mực trang nghiêm thì nó thiếu. Mà đặc biệt hơn nữa là khi mà mình đứng mình chắp tay, mình lễ Phật hay mình quán tưởng, thì cái tầm nhìn của mình không ngang bằng với cái hình ảnh của Đức Phật. Thì cái sự trợ duyên cho mình nhiếp tâm nó khó. Ví dụ mình để Phật quá cao, không lẽ mỗi lần mình lễ Phật mình ngó, mình ngước giày hay bắt cái ghế lên. Cho nên thường thường á, cái nó không có một cái quy định gì hết á, nhưng mà đây là mình nói theo cái cách chung chung á, là bình thường khi mình thờ Phật ở nhà, mình nên đặt cái bàn thờ Phật, tượng Phật, hình Phật ngang cái tầm nhìn của mình. Để chi? Ví dụ mình thắp cái hương lên mình dâng nè. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, mình nhìn Phật mình quán. Hay là mình đọc cái bài Phật: sen quý nở đài giác ngộ, hào quang chiếu rạng mười phương, trí tuệ vượt tầm pháp giới, từ bi thấm nhuận non sông, vừa thấy dung nhan điều ngự, trăm ngàn phiền não sạch không. Đọc tới câu đó phải nhón lên cái: vừa thấy dung nhan điều ngự. Vì Phật cao quá mình thấy không được. Cho nên không có một cái luật lệ nào. Nhưng mà ở đây mình nói theo cái thông thường, thờ Phật mình nên đặt cái bàn thờ ngang cái tầm nhìn của mình, để khi mình nhìn mình quán chiếu. Cuộc sống của chúng ta là eyes contact. Mình nói chuyện với người ta mà không nhìn người ta là người ta nói mình khinh thường người ta. Tại vì mình nhìn người để mình nói chuyện. Thì giữa mình với Phật cũng thế. Ví dụ mình có gì mình đến với Phật mình nói, thì mình nhìn Phật mình nói dễ hơn. Nó không có một cái quy định, nhưng mà để cho dễ dàng giúp cho mình tu tập, hướng về nội tâm, mình đặt cái bàn Phật. Tượng Phật giúp có cái năng lực giúp cho mình trở về được sự bình an, bởi vì diện mạo hình ảnh của Đức Phật lắng tịnh. Cho nên mình phải tìm một hình ảnh Phật cho trang nghiêm. Mình nhìn cái hình Phật là tự nhiên làm mình lắng xuống. Cái đó mới hay. Cho nên mình phải tìm một hình Phật cho trang nghiêm để mình thờ, không cần nhiều, một bức Phật, một hình Phật cũng được. Nhưng mà với điều kiện là cái hình ảnh đó phải trang nghiêm, để khi mình nhìn giúp cho mình trở về. Quý vị nào mà niệm Phật á, mà tâm hay tán loạn đó, thậm chí mình ngồi ở dưới niệm Phật, đặt cái hình Phật trước mặt, để làm chi? Cái đó gọi là quán tượng niệm Phật. Quán tượng niệm Phật là nhìn hình ảnh Phật, giúp cho tâm mình tịnh để niệm Phật cho dễ. Rồi bây giờ mình lên trên phi trường, lên ngồi trên máy bay, Phật đâu mà dán mà quán,
thì lúc đó mình nhắm mắt, mình tưởng hình ảnh Phật để mình niệm Phật, có đó là quán tưởng niệm Phật. Rồi mình niệm Phật mà tâm mình tán loạn, mình lấy sâu chuỗi mình lần để mình niệm Phật cho cái tâm mình nó nhiếp vô trong cái giây phút dưới sâu chuỗi đó, gọi là sổ châu niệm Phật. Ngồi một hồi mình bị đau chân, đứng dậy đi từng bước niệm Phật, kinh hành niệm Phật. Cái nào cũng được, nhưng mà nó có cái gì đó để giúp cho mình trụ tâm. Thì hình ảnh Phật cũng vậy. Cho nên thờ Phật cao không có tội gì hết, không có gì sai hết. Nhưng mà ở cái mặt thuận lợi thì nó hơi khó, là bởi vì mỗi lần thắp nhang phải trèo lên, rồi đôi khi cao quá cái mình cũng lười dọn dẹp nữa. Nhưng mà nếu ở cái tầm nhìn của mình thấy bụi cái mình chùi, phải không? Lấy bụi mình chùi thì lâu ngày bàn Phật mình trang nghiêm. Mà hễ mà bàn Phật mà trang nghiêm là tâm mình trang nghiêm, vì mình thấy cái chỗ trang nghiêm là tự tâm mình lắng xuống theo. Còn hễ mà mình thấy bàn Phật mà hoa nó rụng rồi trái cây nó úng thối mà cao quá, mình leo lên leo xuống cũng khó. Mà quý vị biết là sức khỏe mình mỗi ngày mỗi giảm, già rồi theo leo xuống nó khó chứ đâu phải dễ. Cho nên nên thờ Phật ở cái mức tầm nhìn của mình. Bây giờ nói đơn giản nè, người già mà xây nhà cho người già ở là phải xây cái phòng ở dưới đất nè, không có được xây trên lầu. Mai mốt già rồi đâu có lên xuống nổi nữa, phải ở cái phòng nào mà nhà vệ sinh nó gần bên. Cho nên nhiều con cái mà xây nhà mà nghĩ tới cha mẹ tương lai là họ đều xây cái ở dưới ngay cái mặt bằng của nhà có cái phòng, có toilet gần đó, để nửa cha mẹ già đi đứng qua lại cho nó dễ. Còn trẻ thì lên xuống được chứ còn lớn tuổi đâu có dễ. Cho nên Pháp Hòa chỉ nói ở cái phương diện tiện lợi cho mình thôi. Thôi hết câu hỏi rồi, mình để dành cho ngày mai. Thường thì mình học lịch sử của Phật á, thì mỗi một Đức Phật đều có những cái tướng tốt, tức là những cái tướng đẹp. Thưa đại chúng, tướng đẹp á, một phần á, do ông bà cha mẹ. Thí dụ mình sanh ra mình có con mắt đẹp giống ba, có lỗ mũi đẹp giống má, thí dụ vậy đó. Có cái tướng cao giống ông nội cũng có một phần. Rồi một phần là do phước của mình, có nhiều khi cha mẹ không có được đẹp lắm mà sanh con ra lại đẹp. Cha mẹ đen thui sanh con ra trắng tươi, phải không? Thành thử là nhiều khi á, là do một phần là cái phước riêng, phải không? Rồi cộng thêm là tại sao mình có phước, là tại vì mình tu tập những cái hạnh lành. Nói theo Phật giáo là gì? Mình có cái chánh báo như thế nào thì cái y báo nó sẽ như vậy. Chánh báo là gì? Chánh báo tức là những cái gì mà chúng ta sống, chúng ta tập tu đời sống hàng ngày. Ví dụ, mình làm mấy ví dụ. Người á, mà ta, cái người trong lòng á, không có hay tức giận thì thường cái mặt người đó là sao? Nhìn hiền lành. Còn cái người mà hay nóng tánh hay tức giận thì tự nhiên, tại vì mỗi khi mà giận thì cái người đó phải, có ai mà giận mà nói chuyện ngọt không? Giận cái phải trợn mắt, phải nghiến răng nói chuyện, riết cái nó thành cái thói quen, trợn riết cái nhìn người đó lúc nào cũng giận dữ. Thành nữ ra cũng do cái nghiệp của mình, tức là cái chánh báo đó, tức là những gì mà chúng ta tạo, phải không? Cái main character, cái đó là cái mà mình, cái đó là của mình. Ví dụ bây giờ cái người đó đó thường á, không có hay la hét. Thường không có hay la hét thì cái tiếng nói người đó làm sao? Nó soft, nó nhẹ. Tự nhiên mình nói chuyện với người đó mình không có cảm được cái giá, không có cảm nhận là người đó giữ. Cái người mà tánh tình hay la hay rầy hay giữ á, chuyện nhỏ họ nói chuyện cái bình thường mình cũng cảm giác giống như là họ giận. Thành ra cái thường ngày mình như thế nào thì thường nó biểu lộ như vậy. Đó là cái chánh báo. Và cái phụ đó, cái đi theo mình gọi là cái y báo.
Phật giáo là mình biết hai cái từ đó. Chánh báo, ví dụ ha, mình ở sạch sẽ thì cái nhà mình bước vô nó sạch theo mình. Tại vì sao? Tại mình thích sạch thì cái nhà mình nó sạch theo. Còn ví dụ như mình lè phè bê bối thì bước vô nhà ta nhìn ta cũng biết là người này bê bối. Thí dụ vậy đó. Rồi cái người nào á ta đơn giản, không có thích phấn son nhiều, nhẹ nhàng, thì nhìn người ta biết người này ăn mặc đơn giản nhưng mà sang trọng. Cái chánh báo như thế nào thì cái y báo nó như vậy. Nhưng mà mình á, Phật á, là Ngài thường Ngài tu trọn vẹn, cho nên cái tướng Ngài nó đẹp từ trên xuống dưới. Còn mình á, được phần này cái mất phần khác. Thí dụ như mình được cái phần á, là thương người, được cái tánh thương người mà có cái tật hay khoe. Cho ai xong cái gì cũng khoe thì cũng được. Đó, nhưng mà nay mai mốt cái được cái tướng phước tướng khác, nhưng mà là hụt cái chỗ khác. Hay là có nhiều người á, cái gì thương người, thích giúp cho người, nhưng mà hay nói nó hơn. Thí dụ nãy cho người ta có 5 đồng mà nó cho tới 10 đồng, 10 đồng nổ. Thành thử ra mình á, không có phải trọn, cho nên trong cơ thể của chúng ta ai cũng có những cái tướng đẹp, nhưng mà hãy được cái này mất cái khác, phải không? Thí dụ như người đó nhìn đẹp, phải tội có cái tướng hơi tròn quá. Đó. Thí dụ vậy, hoặc là ốm quá, hoặc là thấp quá, vân vân, chứ không có hoàn hảo. Còn đối với Phật, là bởi vì Phật là luôn, không phải là Ngài cố tình, không phải là Ngài cố tình Ngài tu vậy để chạy được đẹp vậy, nhưng mà tự ở nơi cái tâm của cái người đó thường xuất phát ra cái tánh tu. Rồi bây giờ Phật thành tựu, rồi trong kinh nó mới diễn tả là những cái đẹp của Phật, rồi nói được cái nguyên nhân nào được cái tướng đó. Thôi bây giờ mình nhìn Phật cái mình nói, ồ Phật có cái tướng đó, con thích cái tướng đó, con phải ráng tu cái tướng đó. Mà tại sao đạo Phật á, mà cái đẹp này là đẹp gì? Cái đẹp này không phải là cái đẹp cái kiểu mà trang điểm, mà do cái tu thôi. Tự mình tu là nó có cái tướng đó. Tự mình đời sống hàng ngày của mình có cái hạnh, có cái đức, thì tự nhiên nó biểu lộ cái tướng đó. Rồi bây giờ trong này á, mình đọc cái phần này rồi mình sẽ thấy do nguyên nhân nào mà được cái tướng đó. Theo như đạo Phật á, Đức Phật quở nè, nếu nhược dĩ sắc kiến, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Phật trong Kinh Kim Cang nói, nếu người nào lấy sắc tướng mà cầu ta, lấy âm thanh mà cầu tôi, tức là theo tôi là vì sắc tướng, vì âm thanh, thì người đó đang tu theo cái đạo tà, đạo sai, không bao giờ thấy được Như Lai. Thì tại sao đây lại nói là tướng đẹp? Mình tự mình tu, tự tâm mình phát khởi mình tu là có. Còn mình không có cầu gì hết, mình không cần phải cầu gì hết. Tự mình phát tâm mình tu là tự nhiên cái việc đó nó có. Nhược dĩ sắc kiến ngã, nếu người nào lấy cái sắc tướng mà cầu tôi, lấy âm thanh mà cầu tôi, thì người đó không bao giờ thấy được Như Lai. Thường thường á, đại chúng nhớ là những sắc tướng như thế nào nó cũng đều là giả tạm hết. Không? Cái người đó đó đẹp thiệt là đẹp, nhưng mà cuối cùng thì da cũng nhăn, mắt cũng mờ. Bây giờ thỉnh thoảng quý vị sẽ thấy trên báo chí đăng những nữ tài tử đẹp nhất của đài truyền hình TVB Hồng Kông ngày ấy và bây giờ. Họ đem hình ra hồi người đó 20 tuổi, bây giờ người đó 60 tuổi, ví dụ vậy. Rồi người ta sợ da nhăn, người ta làm đủ thứ, nhưng mà thủy chung rồi nó cũng sẽ nhăn. Tại vì cái bản chất của nhăn, của già, của chết,
bệnh tật là một cái sự thật của con người. Nhưng mà ở đây á, nếu tự tâm chúng ta phát tâm chúng ta tu thì tự nhiên chúng ta có cái tướng đó. Mà cái tướng đó không phải để làm gì hơn, mà để cho người khác người ta nhìn vào cái tướng đó mà người ta phát tâm thiện lành. Người ta không có khởi cái tâm tầm bậy, mà người ta nhìn cái đó, cái oai nghi, cái nét đẹp đó để người ta khởi cái tâm thiện lành. Thì Đức Phật tự tâm Ngài khi còn là những người đang phát tâm tu, Ngài tu như vậy cho nên Ngài được cái quả như vậy. Cái này mình không có nói lâu, nói dài, mình nói lược thôi. Bởi vì sao? Bởi vì Pháp Hòa đã nói cái bài này ở một cái bài giảng riêng có cái tên là Nhân Lành Quả Đẹp. Thì quý vị nào muốn biết về 32 tướng này chi tiết thì quý vị tìm cái bài đó quý vị nghe, Nhân Lành Quả Đẹp. Còn ở đây mình nói lược bởi vì mình đang học cái quyển kinh này, mà ở đoạn kinh này nói về cái đó thì chúng ta cũng phải đọc nói lược. Bây giờ nói thứ lớp tu 32 tướng. Thiện nam tử hoặc có người lại theo thứ lớp nói rằng: Như Lai trước được tướng lòng bàn chân đầy đặn, còn các tướng kia thứ lớp được. Tại sao? Vì lúc làm Bồ Tát ở trong vô lượng đời, khi tu hạnh bố thí, trì giới, tu tập đạo hạnh, tâm không lay động, thế nên trước được tướng lòng bàn chân bằng phẳng. Bây giờ chân của mình có bằng không? Chân mình thường thường là lõm, ở dưới nó có cái lõm lên vậy đó. Còn chân Phật là bằng. Tại sao? Tại vì Phật tu cái hạnh bố thí trì giới, nói chung là tu đó, và những cái hạnh, những cái tâm hạnh đó không có lay động, còn mình còn lay động, cho nên cái chân của mình ít có bằng phẳng. Bây giờ lòng bàn chân xoáy tròn như khu ốc. Tại sao? Vì lúc tu hành Bồ Tát đạo, cúng dường cha mẹ, sư trưởng, bạn lành, đúng như pháp mà ủng hộ chúng sanh, thế nên về sau được tướng trên bàn tay và chân đều có xoáy tròn. Tức là ốc tròn. Giống như bàn tay mình, giờ mình nhìn mình cũng có ốc vậy. Xoáy xoáy xoáy, chỉ tay mình nó xoáy vậy đó. Mà thường mà ít có khi nào mình đều 10 ngón tròn lắm, được đâu chừng 2-3 cái à. Người ta nhìn bằng chân, ở bằng tay ta thấy ồ người này khéo tay lắm nè. Cái xoáy nó tròn. Quý vị nhìn kỹ, lát nhìn, giờ lo nhìn em nè. Cái tay thường nó tròn hoặc nó lệch. Còn nếu mà nó tròn đều hết là tướng xoáy ốc tròn. Tại sao? Cúng dường như pháp. Cúng dường như pháp là sao? Trong này nói nè, đúng như pháp mà ủng hộ chúng sanh. Đúng như pháp là sao? Người ta đói, mình cho người ta ăn. Người ta nghèo, mình giúp đỡ. Nhưng mà không có thể nào người ta nói: trời ơi, tôi đến bài thu hết trơn rồi. Nói vậy hả? Tội quá, thôi để cho tiền hay cho mượn để mình ta tiếp tục đánh bài nữa. Hiểu không? Hoặc là người ta làm những cái điều không có đúng, phi pháp, mà mình vẫn ủng hộ giúp người ta, cái đó là không có đúng pháp. Giống như người ta nói: trời ơi, tụi tôi đủ tay hết trơn rồi mà thiếu cái chỗ à, đem vô nhà cho người ta ngồi đánh bài lấy tiền sâu đó. Giờ hai tướng rồi phải không? Ngón tay nhỏ mà dài. Tại sao? Vì lúc tu hành Bồ Tát đạo, chí tâm thọ trì giới ưu bà tắc thứ nhất và thứ tư, cho nên về sau được tướng ngón tay ngồi viết, có tướng ngón chân dài. Quý vị biết bằng ngón tay nhỏ mà dài là do tu ưu bà tắc giới là gì? Là giới gì? Ưu bà tắc giới là giới gì? Là năm giới đó. U Bà Tắc là ai? U Bà Tắc là tượng là các vị cư sĩ còn tại gia mà thọ năm giới. Mà cái vị này tu mấy giới?
tu năm, nhưng mà đặc biệt trong đó có hai giới là giới thứ nhất và giới thứ tư, cho nên cái bàn tay ngón chân đẹp. Vì lúc bồ toàn thân đầy đặn, sao được tướng màng lưới giữa các ngón tay và ngón chân và tay? Vì sao? Vì lúc làm Bồ Tát dùng tứ nhiếp pháp để nhiếp thủ chúng sanh, thế nên sao được tướng như thế? Tứ nhiếp pháp là gì? Bốn phương pháp để mà nhiếp phục người khác. Nhiếp phục là khuyến khích hay là hướng dẫn người ta, trong đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Bố thí là mình giúp đỡ người khác, ái ngữ là mình phải nói những lời dễ thương, nhẹ nhàng, lợi hành là thấy cái gì lợi cho người mình phải làm, đồng sự nghĩa là mình hòa chung công việc với mọi người. Tay chân dịu mềm hơn các thân thể khác. Vì sao? Vì lúc tu đạo Bồ Tát ở trong vô lượng đời, dùng tay tắm rửa thân phàm của cha mẹ sư trưởng sạch hết đất lớp, dùng dầu thơm xoa vào, thế nên về sau được tướng chân tay chân mềm mại. Người này thường hầu cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ. Thí dụ cha mẹ bệnh, mình không có gớm nhòm, mình lấy tay của mình nhúng khăn lau chùi tắm rửa cho cha mẹ, được cái phước như vậy đó. Cái sao mình được cái tướng ngón tay dài mềm. Lông trên thân thể đều xoáy lên. Vì sao? Vì lúc Bồ Tát, vì lúc làm Bồ Tát trong đời vô lượng đời, thường giáo hóa chúng sanh, khiến tu bố thí trì giới và làm các pháp lành, thế nên về sau được tướng lông đen nhỏ mềm xoáy lên, ngược lên. Đó là mình thường khuyến khích người khác tu hạnh lành, không có cản. Ví dụ bây giờ á, mình thấy bạn mình á, đi làm có tiền mà còn biết giúp đỡ những cái người nghèo ở Việt Nam, hay là giúp đỡ những cái hoạn nạn, mình đừng có nói chị đi làm cực khổ, anh đi làm cực khổ, cần gì phải giúp mấy người đó, mấy người đó có tay có chân, tại sao mình phải giúp? Mình đi làm cực khổ thì mình hưởng, thí dụ vậy. Mình thấy người ta làm thiện, mình không giúp thì mình không giúp được thì thôi, nhưng mà phải khuyên rồi. Hoặc là người ta đi chùa, bây giờ người ta, hồi xưa người đó không đi chùa, bây giờ người đó biết đi chùa rồi, mình không có đi thì đó là chuyện của mình. Và mình đừng có nói đi làm gì trong chùa nhiều người dữ lắm, đi làm chi? Nếu mà người ta giữ mà người ta còn biết đi chùa thì ta cũng đỡ hơn, phải không? Bây giờ mình vô, mà nếu mình hiền, mình vô đó biết đâu chừng mình giúp cho cái người giữ đó, người ta hiền theo mình. Mình không làm được việc lành thì đừng có, không có. Quý vị có nhớ câu chuyện và kể năm rồi trong khóa tu, tại sao có một thầy đi vào tu mà thầy đó ra đời 7 lần? Ra đời rồi vô tu, ra đời rồi vô tu mà 7 lần như vậy. Tại vì cái thầy đó trong một đời trước tu chung với bạn của mình, mà bạn mình mới khởi cái ý, sao tôi buồn quá, tôi chán quá, tôi muốn ra đời, tôi muốn tu nữa. Thay vì mình khuyên, thì cái thầy đó nói, thấy không, tôi đã định nói với anh rồi, anh ra đời sớm đi, mà tới bữa nay ra là muộn rồi đó. Tức là không có khuyến khích cái người đó, mà còn xúi biểu cái người đó, tán đồng và khuyến khích nữa. Cho nên mình mà nghe một cái người nào mà người ta sắp, người ta tâm sự với mình đó, ta nói người ta muốn ra đời đó, mình phải khuyên người ta tu. Còn nếu như mà người ta không tu nữa, đó là chuyện của người ta, chứ không có khuyến khích. Không có nói tôi thấy cái chùa này không được đâu, anh đi ra đời đi. Tôi thấy đó thầy đó không được đâu. Thí dụ mình thấy cái thầy đó không được, không có đúng pháp, thì mình nói thôi giờ đi kiếm chỗ mình giúp đỡ cho người đó tiếp tục tu, nhưng mà tu ở chỗ khác còn hơn là khuyến người ta ra đời. Tại sao? Tại vì người sống ở đời thì vô lượng, chứ còn người mà phát tâm tu hành đâu phải dễ. Mà một người mình ta tu được, người ta làm được một chút ít
việc gì tốt cho đời cũng là một cái điều hay, chứ phải khuyến khích. Kiếm một người đời thì dễ, kiếm một người đạo khó lắm. Bắp đùi Lộc Vương, vì sao? Vì lúc làm Bồ Tát, chí tâm nghe Pháp và chí tâm thuyết Pháp để phá hoại các tội lỗi sanh tử, thế nên về sau tướng bắp đùi như bắp đùi Lộc Vương. Bắp Lộc Vương là gì? Là con nai chúa. Lộc là nai, Vương là vua. Con nai mà nó là vua của các con nai. Ở đây không phải nói Phật giống con nai, nhưng mà ý lấy ví dụ là ý nói là thường ở tại sao mà trong cái nhóm nai lại bầu con nai đó lên làm con nai chúa, là vì bởi vì nó đẹp nhất. Nó đẹp nhất. Đây là những cái cách mà người Ấn Độ ngày xưa người ta ví dụ vậy đó. Không, con trong nai thì nó có con nai đẹp nhất đám, thì con nai nó được cái đám nai nó bầu làm nai chúa. Thì người Ấn Độ người xưa hay ví dụ người nào mà đẹp nhất thì hay lấy cái hình ảnh đó ra ví dụ. Ví dụ như người Việt Nam mình á, không, người Việt Nam mình cũng hay đem cây cỏ hay là hình ảnh con này con kia ví dụ vậy đó. Mắt thì mắt bồ câu đó, chân mày thì chân mày lá liễu đó, mặt thì mặt trái xoan đó, thí dụ vậy đó, môi thì môi trái tim đó. Thì người Ấn Độ ngày xưa ta cũng có những cái cách người ta ví dụ cái đẹp của người đó. Người Trung Hoa mà người nào đẹp quá nói trời ơi, người đó chim sa cá lặn. Biết chim sa cá lặn không? Thể đẹp đến mức độ mà cái người đó xuất hiện á là con chim á nó đang đậu á, nó phải làm sao? Nó rớt. Con cá mà thấy người đó nó phải lặn đi chỗ khác. Tại vì sao? Không phải nó sợ. Là vì nó mắc cỡ quá, đẹp không bằng. Con cá lặn đi chỗ khác, còn con chim đang đậu thì phải rơi xuống, gọi là chim sa cá lặn. Rồi mình đem ví dụ như sao? Tuyết á, cái đẹp của mình đó, nó trắng còn hơn tuyết, mà trong truyện Kiều có một câu là tuyết nhường màu da. Thường thường ta nói người đó trắng như tuyết phải không? Vậy mà cô Thúy Kiều, Thúy Vân đẹp. Đẹp mà đẹp làm sao? Đẹp trắng đến độ là tuyết nó còn phải thua. Tuyết nhường màu da. Mà nói ra người ta nói cái đẹp làm sao? Trời ghen, hoa ghen thua thấm, liễu hờn kém xanh. Hoa là mà nó hoa thường thường nó đẹp rồi phải không? Vậy mà giờ nó phải ganh với cái nét đẹp của Thúy Kiều. Hoa ghen thua thấm, liễu hờn kém xanh. Đó là những cái cách ví dụ. Cho người Ấn Độ ngày xưa họ đó là một cách ví dụ. Ví dụ như họ nói trong kinh nói con sư tử á, thường thường cái tướng đi con sư tử là đi từng bước. Sư tử không có đi nhanh, sư tử đi chậm. Nhưng mà chính cái bước chân oai hùng của con sư tử làm cho những con thú khác ở trong rừng á, nó sợ. Cho nên người ta hay nói Đức Phật đi như tượng vương, đi như là con voi chúa, con sư tử chúa. Còn Phật ngồi á, oai hùng như con sư tử. Thí dụ vậy. Phật nằm, cái dáng nằm oai hùng, cái chữ oai hùng đây không phải là làm cho người khác sợ, mà đây là ma nó sợ. Vì lúc làm Bồ Tát chí tâm nghe Pháp. Tại sao được như vậy? Bởi vì lúc làm Bồ Tát chí tâm nghe Pháp và chí tâm thuyết Pháp để phá hoại các tội lỗi sanh tử. Nghe Pháp phải chí tâm, mà thuyết Pháp thì phải chí tâm. Cho nên nghe Pháp đừng có nói chuyện. Nghe Pháp không có rù rì. Nghe Pháp là mình ngồi nghe, mình chú tâm để mình tiếp nhận. Cho nên được cái thân hình như vậy.
tướng thân hình tròn trịa như cây ni câu đà. Vì sao? Vì lúc làm Bồ Tát, trong vô lượng đời thường thí thuốc cho tất cả chúng sanh có bệnh. Thế nên về sau được tướng thân hình tròn trịa. Cây ni câu đà là bên Ấn Độ, cái cây này nó thẳng tắp, không có cong, không có mắt, không có gì hết trơn, thẳng đẹp lắm. Cho nên người Ấn Độ dùng cái cây này để ví dụ cho một cái người mà có cái tướng thẳng thớm. Tại sao được cái tướng này? Tại vì hay cho người ta thuốc uống, chứ không phải cho người ta thuốc chích. Cho ta thấy ta bệnh mình cho người ta thuốc. Nhưng mà nhớ là phải hỏi cho kỹ nha. Hồi xưa thì uống thuốc gì cũng được, bây giờ mà cho ông bậy là không được á. Đừng nghe như vậy rồi cái thấy ai bệnh cũng đưa thuốc nè uống đi, người ta có hả, ta hết bệnh thôi mà ta không có bệnh ta thưa. Cánh tay dài quá gối. Vì sao? Vì lúc làm Bồ Tát không dối gạt chư hiền thánh cha mẹ sư trưởng thiện tri thức. Thế nên về sau được tướng tay dài quá gối. Được tướng ấy rồi, thứ lớp được tướng âm tàn như tượng vương, mã vương. Vì sao? Vì lúc làm Bồ Tát trong nhiều đời thấy người kinh sợ, có thể giúp họ, thường sanh tâm hổ thẹn, không nói lỗi người, khéo che tội kẻ khác. Thế nên về sau tướng âm tàn như tượng mã. Tướng âm tàn là gì? Tức là cái thân, cái nữ căn, cái nam căn không có thô kệch. Tại sao? Tại vì mình luôn luôn mình che giấu cái lỗi của người khác. Không, cái chữ che giấu đây không phải là mình che giấu cái tội lỗi của người đó, nhưng mà cái gì mà xấu của người khác thì mình không có phô trương, không có nói. Không, mà mình tìm cách mình nâng đỡ cho họ tốt hơn. Còn không thôi, chứ không phải gặp ai mình cũng có. Nhiều khi người ta phá hoà, ví dụ thôi, ví dụ như cái người đó có một cái tật, có một cái lỗi là đi vào trong chúng, hay lên ngồi ăn cơm chung. Mà cái người đó có cái tật ăn xấu lắm, lên ăn là không biết coi ngó trước sau, thấy gì ngon gấp trước. Thí dụ vậy đi, mình gặp ai mà nói trời ơi, ăn với cái người này nha, phải cẩn thận á, lên ngồi ăn là gì ngon gấp trước, không cần coi ngó ai đâu. Thí dụ vậy, tức là mình phô cái mặc dù cái đó không phải cái tội, thấy không, cái lỗi là cái lỗi sơ ý của người này, sống thiếu cái tế nhị, thì mình không có nên đi phô bày những cái lỗi của người ta. Hoặc là thí dụ như là hôm đó người đó lên đứng trước đại chúng, người ta nói cái gì nó lỡ lời, mình cũng không có nên lặp đi lặp lại để mà đi nói cái lỗi của người đó, mà mình phải che giấu. Hôm rồi có một cái đi dự một cái lễ, thì có một cái vị đó lên phát biểu, nhưng mà phát biểu nó hơi kỳ, lời lẽ nó thô, nó không được nhẹ nhàng, mà nó làm cho nhiều người khó chịu. Thì sau khi đi về tới nhà đó, thì Pháp Hòa email cho vị trưởng ban tổ chức. Thì Pháp Hòa mới nói là nếu có làm cái cuồng băng đó đó thì nên cắt những cái đoạn đó đi. Vì cái vị đó phát biểu hôm đó, ai cũng ngồi đó cũng cảm thấy không có thoải mái. Mà mình cũng không muốn cái hình ảnh như vậy. Người có thể cái vị đó lúc đó không có giữ được cái nghĩ là muốn phát biểu, nhưng mà không biết ở một cái tình huống nào để phát biểu, cho nên thôi cắt đi, đừng có để cho cái lễ của mình nó đẹp mà sau này nhiều người coi nó sẽ không có hay. Thì Pháp Hòa cũng nói với quý vị trong ban tổ chức là nên làm cái cuồng băng đó cho nó đẹp lại.
Thì cái vị đó mới trả lời là cái mèo, nói là con không có ngờ là thầy để ý đến mấy cái việc như vậy, mà con cũng không nghĩ tới. Và lâu nay con thường học trong luật giới, cũng thường nghe cái câu là chúng trung hữu thất nghi, đương ẩn ác dương thiện. Quý vị nghe câu đó trong luật giới có dạy đó. Nếu lỡ trong chúng ai có làm cái gì sơ thất, chúng ta phải nên tìm cách bao bọc, nâng đỡ, chở che cho người đó, mà không nên phô bày. Thí dụ vậy, lâu nay con học câu đó mà không, con biết phải ứng dụng ở trường hợp nào, mà hôm nay thầy nói cái email này nó đã chỉ cho con được cái cách thực tế làm sao để được học và ứng dụng được cái câu là trong chúng có sơ thất oai nghi, phải ẩn cái ác hiện cái lành, trúng chung hữu thất nghi, đương ẩn ác dương thiện. Chữ dương là mình đưa lên cao cái thiện nữa đó. Cho nên Pháp Hòa nói vậy là thật sự ra tất cả chúng ta ngồi đây, người nào cũng có cái hay mà người nào cũng có cái tật. Mà nếu mà muốn đi phô trương cái tật của mỗi người á, ngày nào cũng có chuyện để nói. Nhưng mà nếu chúng ta muốn nói cái đẹp, cái hay của người nào á, cũng rất nhiều chuyện để nói. Mà thường thường mình ít có nhớ mấy cái đó. Cái gì mà cái dở người ta, cái mình đem ra mình làm cái gì, tiếng Anh nó kêu là make fun đó. Tức là mình làm trò, mình cười, mình vui vậy đó. Mà cũng không nên. Hồi đó Pháp Hòa có một hòa thượng, ngày dạy, mỗi lần mà thấy súng lại mà make fun một cái vị nào đó, là hòa thượng rầy đó. Hòa thượng nói người ta vậy mà mấy đứa không có thương. Ví dụ có người ta hay liệu đó, tuyệt đối không có được chọc người liệu. Ví dụ cái bà, cái cô đó, đó cổ đụng tới cổ, cái cổ hay liệu mà liệu bậy liệu bạ đó. Thưa đại chúng, có một vị gần đây á, tâm sự với Pháp Hòa là bây giờ cái vị đó đang mắc cái quả báo đó. Là vì ngày xưa trong xóm á, có một người liệu mà hay nói bậy, thì cái vị này là hay đi tới chọc, làm cho cái người đó liệu mà liệu bậy liệu bạ cả ngày. Thì bây giờ cái vị đó bị, vừa rồi phone Pháp Hòa nó là tâm sự, nói trời bây giờ con thấy cái nhân quả rõ ràng. Hồi đó con chọc cái vị đó làm sao là bây giờ con y chang như vậy đó. Thành thử ra mình đó, thấy cái người mà người ta bị một cái bệnh mà người ta liệu như vậy, không có nên chọc. Rồi có nhiều người người ta có cái bệnh là sợ, cái mình hay núp trong trong cửa hù dọa người ta, không nên đó. Tại vì sao? Vì người ta sợ, phải không? Mà cái hạt giống sợ hãi trong người ta, mà mình cứ hù dọa người ta vậy, rồi mai mốt mình sanh ra có bệnh tim hay dọa người khác đau tim. Tướng trên thân mịn màng, trong mỗi lỗ chân lông mọc ra mỗi lông. Vì sao? Vì Bồ Tát trong nhiều đời gần gũi người trí, ưa nghe, thích đàm luận, nghe rồi tu hành lại hay sửa sang đường xá, lượm cỏ gai gốc. Thế nên về sau được tướng da thịt mịn màng, trên lỗ chân lông mỗi sợi lông được tướng ấy. Quý vị thấy ở đây diễn tả là ngay cả từng cái chân lông nó cũng đẹp. Ở đây á, mình không có cái đây là mình lấy cái ý thôi. Mình lấy cái ý là thấy cái chỗ nào có rác, dơ, gai, góc, dù một miếng thôi, mình cũng lượm lên. Để làm chi? Thí dụ trong cái chánh điện nó đẹp như vậy, nó sạch như vậy nè, tự nhiên có ai đó người ta hỉ mũi, người ta dục cái miếng rác, góc, ôi, con miếng đâu có sao. Nhưng mà nếu mình lên mình thấy cái đó, mình lượm cái đó, mình bỏ vô thùng rác, thì tự nhiên ngay cái chỗ đó nó mất liền một cái miếng rác, dù chỉ một miếng. Mà thường thường ở một cái nơi sạch chừng nào á, rác nó lại càng sao, nó càng lộ ra chừng ấy nữa. Mà nếu mình chịu khó mình cất cái đó cái nó xong đó. Thì dù được một chút vậy thì cơ thể mình cũng vậy, không phải đẹp ở những cái như mắt tai mũi, và ngay cả một lỗ chân lông nó cũng đẹp.
Là tại vì hằng ngày mình siêng năng chăm sóc cái gì dù nó thật nhỏ. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, ví dụ như khi mà mình múc ra một cái chén cháo, chén canh cho ai đó, thì trước khi mình trao cho người ta đó, mình phải nhìn cái chén, xem coi hồi nãy trong quá trình múc nó có bị dính ở cái miệng chén hay không. Thật ra khi mình đưa cho người ta cái chén đó đó cũng được, nhưng mà thứ nhất nó biểu lộ là mình chưa thật sự tế nhị trong cái vấn đề thức ăn đó. Cho nên đó, dù múc một miếng canh cho nên phải nhớ múc rồi để ý cái tô bên cạnh coi nó có dính không. Đó, chút xíu đó thôi. Trước khi mình nói, mình nhìn lao cái người ta nói lên được cái gì. Người ta nói lên rằng hằng sau đời sống hàng ngày mình chăm chút từng cái tế nhị như vậy. Cho nên hồi đó Pháp Hòa chỉ cho mấy chú tiểu tứ hoa đó, ví dụ mấy cái bình hoa mình nó đục, mình không thấy nước. Khi mà chăm nước á, là một tay này mình chăm nước vô cái bình, thì cái tay trái của mình phải để vô trong để mình nhận ra rằng nước nó tới đâu. Nhắm mắt nhắm mũi đứng chế. Mà nếu mà đang nói chuyện hay là không có ấy, nước nó trào. Mà hễ nó trào rồi á thì mình lấy khăn mình lau. Nhưng mà xin thưa là nhiều khi mình chỉ lau được cái mặt kiến như thế này, mà mình không có lau ở trong lòng kiến. Tại vì vậy nè, nước nó lòn xuống, thì mình lau khô trên này thì nước nó còn động ở dưới này, có hư cái mặt bàn. Mắc công không? Nó mắc công. Mà nếu như á, mà mình làm, mà mình tế nhị ở những cái chỗ đó, hay là sau khi mà mình spray, mình xịt hoa rồi, tay cầm cái khăn lau xung quanh. Hay là trong cái nhà vệ sinh cũng vậy. Khi mà mình đánh răng, mình rửa mặt á, mình chà răng thì thế nào nó cũng văng lên trên kiến. Mà nếu ngày nào xong rồi mình lấy rồi mình lau một cái thì cái kiến mình đời nào mà nó dơ. Mà người khách mà lỡ bước vô một cái, ta thấy mấy cái đó cái tự nhiên người ta dội. Không, mà người ta nó cũng nói lên được rằng á, hàng ngày chút chút mình không có tế nhị. Thì thưa đại chúng là nếu mình rồi á, thí dụ như bây giờ mình xào một cái dĩa rau mình để lên á, chan sauce lên rồi, thì thường mà nó lem luốc thì người ta hay lấy cái giấy hay cái khăn ta lau cái miệng dĩa cho nó sạch trước khi người ta đem ra cho khách, có phải không? Đó, thì Pháp Hòa nói như vậy là ở cái chút chút đó. Tại sao mà khi mà mình lấy cái lotion mình thoa lên trên mặt á, mà nó dính một chút, người ta cũng chỉ về cái mình làm cho nó đều lại. Mà những cái nhỏ nhỏ lỗi lầm, những cái lặt vặt, mình không có chăm chút cái đó. Thì đời sống của mình, nếu mà cái nhân của mình biết để ý từng cái nhỏ, thì dù cái nhỏ nó cũng đẹp. Chứ không phải là người ta lo cả cái to. Có nhiều khi cái nhỏ đó mà chỉnh cái thôi, nó đẹp lên liền. Nó vậy đó. Mình đừng có nói là mình như hôm tuần rồi Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Mình viết một cái chữ người ta đọc tuy người ta vẫn biết, nhưng mà thế nào rồi mình cũng khó chịu là vì chữ đó nó viết sai. Vì chữ đó viết sai. Cho nên mình phải ưa gần người trí, ưa nghe, thích đàm luận, nghe rồi tu hành, lại hay sửa sang đường xá, lượm bỏ gai góc. Cái gì nó lúc chút lượm bỏ nó đi. Bây giờ mình cũng vậy. Thí dụ như cái gì nó không đáng đừng để trong lòng, cho nó như ngọn cỏ, như một cái miếng rác nhỏ, bỏ được cái nó khỏe. Thân sắc vàng chói vì sao? Vì lúc làm Bồ Tát trong nhiều đời thường thí phòng nhà đồ nằm, uống ăn đèn đuốc, thế nên sao được thân sắc vàng? Được tướng ấy rồi, thứ lớp được bảy chỗ, đầu không rốn, hai tay hai chân không khuyết,
Tại sao? Vì lúc làm Bồ Tát trong nhiều đời, chỗ đáng giận không sanh lòng giận, ưa tùy ý muốn của chúng sanh mà thí đồ cần dùng. Thế nên về sau được bảy chỗ viên mãn. Bảy chỗ là đầu nè, hông nè, rốn nè, hai tay hai chân khuyết. Vì sao? Chỗ đáng giận mà không giận. Quý vị có bao giờ mà đối diện với một cái chuyện gọi là đáng giận mà không giận không? Có chứ. Thí dụ như bây giờ người đó người ta khinh suất mình, người đó người ta xem thường mình, người ta nói một cái lời nặng đối với mình, nhưng mình không có giận. Tại sao? Vì trong khi mà cái người đó làm như vậy, hành xử như vậy, nói như vậy, nghĩa là ở nơi vị đó sự tu tập nó đã kém. Mà nếu mình giận cái lời có nữa thì cái tâm mình nó kém. Người ta đã vậy rồi mình giận, nghĩa là tâm mình nó cũng kém theo, là vì mình thích giận những cái chuyện như vậy. Cho nên người ta hành xử như vậy mà tâm mình buồn thì có thể mình buồn bởi vì mình là con người mà nó không, tôi không buồn giận gì, cái đó trường hợp đó thì chắc cũng có. Nhưng mà nếu lỡ có buồn cũng không sao, nhưng mà sau đó rồi đừng giận, tại vì buồn là nó thoáng nó hết. Cũng giống như quý vị nhớ không, Phật nói trong kinh nè, cái người giận nó có ba dạng. Giận như người viết chữ ở trên nước, giận như người viết chữ trên đất, giận như người viết chữ trên đá. Cái người mà viết chữ trên đất nước thì sao? Viết gì cũng được, rồi xong mất hết. Còn viết trên đất thì nó cũng thấy chữ, nhưng mà hễ mà gió hay là nước trôi thì hết, viết chữ như cát. Nhưng mà cái người mà giận mà viết chữ trên đá đó nguy hiểm lắm. Tại vì lời nói hay cái ai mà làm rồi khắc ghi giống như đá vậy, khó phai khó nhạt lắm. Thì bây giờ nếu như mình có buồn có giận tập đi, tệ lắm là cỡ như đất thôi. Giống như viết chữ trên cát vậy đó, nước nó trôi qua rồi chữ gì nó cũng mất. Thôi giận nói rồi xong rồi thôi. Nhưng mà thường thường á, giận mà nói rồi nó cũng còn thế nào rồi á, mình thỏa mãn được cái lúc giận đó, nhưng mà sau đó rồi có một hai chữ mình hối hận. Thôi giờ mình tập á, khi giận á, đừng nói gì, khoan nói, để khi nào mình bớt giận mình nói. Tại vì khi mình bớt giận rồi lời nói thế nào nó cũng sẽ dễ nghe hơn là trong khi mình giận. Thưa đại chúng, là ở đời á, nếu mà chúng ta bất chấp, muốn nói gì nói, muốn làm gì làm mà thôi không có gì để nói. Còn nếu mà chúng ta sống mà chúng ta còn biết quán chiếu mình, quán chiếu người xung quanh thì sự việc nó khác lắm. Vừa rồi trong cái khóa tu của mấy đứa nhỏ đó, trong khóa tu của mấy đứa nhỏ, Pháp Hòa có nói chuyện với mấy em ở buổi. Tại vì ngày hôm qua là vía Quan Âm 19 tháng 6, thì Pháp Hòa giảng cho các em nghe một cái bài là nói về Đức Quan Âm. Mà Hòa nói đơn giản thôi, có ba chữ thôi, Quán Thế Âm. Pháp Hòa giảng có ba chữ đó thôi. Thì cái cách Pháp Hòa diễn đạt cho mấy em là thế là này là thế giới, the world. Nhưng mà mình cũng có thế giới của mình, xung quanh người ta cũng là mọi thế giới. Thì phải nhớ rằng khi mà thế giới mình được bình an thì những thế giới khác cũng được bình an. Ví dụ như nước Mỹ bị khủng bố, thế giới Mỹ bị khủng bố thì tự nhiên các thế giới khác cũng sao, cũng ảnh hưởng như vậy, phải không? Thành thử ra trước khi mình làm một cái việc gì á, mình vui không chưa đủ, mà mình phải quán chiếu xung quanh. Trong khóa tu á, ngày hôm qua đó, lên ngồi giảng về mấy chục em thì có nhìn xuống, có thể có một em, có một em là trong lòng nó nhiều cái vấn đề lắm. Thế thì trong bữa ăn cơm trưa không thấy nó, nhìn hồi không thấy nó, thì khi nó bước vô, Pháp Hòa mới ngoắt một thầy lại. Pháp Hòa nói buổi cơm trưa này á, có một vài đứa nó vô trễ mà mình không có biết,
mình phải để ý các em nó đi sinh hoạt. Cho nên sau cái buổi đó các thầy nhắc nhở các em, thì là khi mà ăn cơm xong thì đứa nhỏ nó ngồi hoài với cái tô cơm nó không ăn. Thì Pháp Hòa mới tới chơi với nó và hỏi sao con không ăn. Nó không muốn ăn. Rồi thôi, nếu bình thường là Pháp Hòa sẽ rầy, con phải ăn, nhưng mà đối với nó Hòa không ép. À, không ăn thôi cất. Con có muốn nói chuyện với thầy không? Nó im lặng hồi nó không nói. Cái Pháp Hòa năn nỉ nó, thôi mình đi ra nói chuyện nghe. Năn nỉ hồi cái nó đi ra, nó ra nó ngồi gốc cây rồi nói chuyện với Pháp Hòa. Thì Pháp Hòa mới nói là thầy hồi nãy ở trên chánh điện thầy nhìn xuống thầy biết. Trong con hỏi, Pháp hỏi con có gì nói không? Nó nói không có. Nó nói không, thầy biết con có. Con có. Và thầy ở đây, I'm here for you. Thì Pháp Hòa mới nói chuyện với em. Và sau đó thì em nó thích yên tĩnh, Pháp Hòa để cho nó được yên tĩnh. Thì thưa đại chúng, ở đây Pháp Hòa muốn nói là hồi nãy trong cái lời có nhiều khi cái việc đó như vậy, nhưng mà mình tùy thuận chúng sanh. Thí dụ như một cái đứa nhỏ bình thường nó đang vui vẻ, nó ăn nó bỏ mứa thì mình nói làm phải ăn hết. Nhưng mà cái đứa nó đang ăn nửa chừng nó phát bệnh, nó bây giờ nó khó chịu, thì lúc đó mình sao? Phải bỏ tô cơm, chứ không thể nói không được, phải ngồi đây ăn cho hết, bệnh tính sao? Không phải vậy. Cái cách của mình là không phải vậy. Đó là thông thường là mình dạy nó ăn hết, nhưng ở cái trường hợp nào đó mình phải chấp nhận bỏ cái này, vì mình phải cứu vãn một cái chuyện khác. Trong cuộc sống hôm rồi Pháp Hòa ngồi nói chuyện với thầy viện chủ, thì Pháp Hòa có thưa một số những cái việc nó trong cái cuộc sống hàng ngày có những cái việc nó đi thế này thế kia, rồi những người lên trong cuộc sống thầy nói trời ơi nó nhiều việc mà ở ngoài đời nó dữ lắm nha. Nên tại vì lâu lâu mà gom lại mới kể thầy nghe một lần. Chứ còn trong cuộc sống là mỗi ngày mình phải nghe bao nhiêu việc, phải thấy bao nhiêu việc, không phải đơn giản, không phải bình thường. Những chỗ khớp xương đều lành lặn viên mãn. Vì sao? Vì lúc làm Bồ Tát trong nhiều đời khéo phân biệt những tướng lành hay dữ, lời nói không sai lầm, không nói lời vô ích. Những pháp đáng thọ trì thì miệng thường giảng nói, còn pháp không đáng thọ trì thì không dối nói ra. Thế nên về sau được tướng những khớp xương không trĩ khuyết, được tướng như thế. Ta ở đây nói là những cái khớp xương. Một thân cao, hai tướng gọi là một thân cao, hai là tròn má, đều như hình sư tử. Tại sao? Vì lúc làm Bồ Tát trong nhiều đời, chính mình không nói hai lưỡi, cũng không dạy người khác nói. Thế nên về sau được tướng, được hai tướng như vậy. Tức là tướng gì? Tướng thân cao và má tròn. Là do mình tu là không có nói lưỡi hai chiều. Nói lưỡi hai chiều là cái gì? Mình tới đầu này mình nói theo đầu này, mình tới đầu kia mình nói theo đầu kia. Hồi chiều mình mới nói chuyện với cái chị đó, chị đó tâm sự với mình cái nỗi buồn của chị đó với chị kia. Chiều tới mình đi chỗ khác mình gặp cái chị kia, mình nói trời ơi hồi chiều tôi ngồi tôi nói chuyện với chị nọ, chị nọ nói chị quá trời quá đất luôn. Thế nào khuya đó gia đình ta cũng quan trọng, phải không? Mà không nên. Ba tướng, mình có được ba tướng là 40 cái răng. Tướng răng trong trắng bằng nhau và kín đáo. Tại sao? Vì lúc làm Bồ Tát trong nhiều đời, dùng 10 pháp lành giáo hóa chúng sanh. Chúng sanh thọ rồi tâm sanh hoan hỷ, thường hay khen ngợi công đức của người khác.
thế nên về sau được ba tướng như thế. Ba tướng là gì? Một là đủ 40 cái răng, hai là răng trắng, ba là kính đáo đều đặn. Tại vì mình thường dạy cho người ta tu 10 điều lành. 10 điều lành là gì? Về thân thì có 3 điều: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Về miệng thì có 4 điều: không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời thô ác, không nói lời vô ích, là 4. Ý có 3 điều, đó là tham, sân, si. Pháp Hòa thí dụ thế nào là vô ích? Thí dụ như bây giờ á, cái chị kia chỉ ngồi chỉ nói chuyện với một người bạn. Chị nói hôm rồi á, ở xóm em á, có cái người đó nghèo, em nghe tin được, em cũng để dành đâu được 100 đồng, em gửi về em tặng cho cái gia đình đó. Không mắc gì tới mình bị đi ngang cái gì. Bà mà có tiền cúng 100 đô hả? Trời đất ơi, có mắc mớ tới mình đâu. Phải không? Trường hợp vậy là vô ích. Thế nói, trời ơi, bữa hôm qua tôi tình cờ tôi lên chùa, thấy ở trên chùa lại Phật tụng kinh, tôi cũng ngồi. Không có mắc mớ tới mình đi ngang gì. Bà mà có tụng kinh nữa hả? Bà mà tu được cái tu thành Phật á. Mình phải khuyến, mình nghe, mà thứ nhất không có nói gì với mình hết. Mình đi ngang, mình nói những cái chuyện đó không có lợi ích. Thứ nhất không có lợi ích gì cho mình, cho ai, mà cũng chẳng dính dáng gì tới mình. Đó, trong kinh, trong cái giới thập thiện gọi là nói vô ích đó. Nói vô ích thì nói vậy đó, tức là không có chuyện gì quan trọng để nói. Rồi mình đi vô mình nói, hay là mình vô trong khóa tu học hay thế này thế kia, đời sống hàng ngày có những cái chuyện mình nói ra không ích lợi cho ai. Có cái câu chuyện ta kể đó, người kia nói chị, tôi muốn kể chị nghe chuyện. Trước khi chị kể, tôi muốn hỏi 3 điều. Một, chuyện này có dính dáng với tôi với chị không? Nói dạ không. Thứ hai, chuyện này tốt hay xấu? Nói dạ không tốt. Thứ ba, chị chích tai chị nghe hay nghe người ta nói là ô tôi nghe người ta nói rồi. Căn cứ trên 3 điều này, dạ thôi khỏi nghe. Thứ nhất, không dính dáng tới tôi với chị. Thứ hai, đây là điều nói không tốt, điều xấu. Điều thứ ba, không phải chính tay chị nghe và chính mắt chị thấy, chị cũng nghe nói lại thôi. Thì thôi khoan, điều này nó không có liên hệ. Bốn răng cửa trắng như ngọc. Vì sao? Vì lúc làm Bồ Tát trong nhiều đời tu đức từ ở cõi dục, hay suy nghĩ pháp lành, thế nên về sau được bốn răng cửa trắng được trong, được như ấy rồi thứ lớp. Bốn cái răng cửa trắng là vì được tu cái nhân là ở trong cõi dục. Trong này có câu nè: tu đức từ ở cõi dục. Cõi dục là cõi ở đâu? Cõi dục là cõi ở đâu? Cõi nào? Của mình nè. Từ cái cõi của mình á, đi lên thêm 6 tầng nữa, 6 cõi trời trên mình á, đều gọi là cõi dục hết. Rồi thôi bây giờ 5 cõi trên mình không biết, giờ nói cõi của mình nè. Tiếng Anh dịch là the world of desires. Cõi dục là cõi ham muốn. Mà trong cõi đời này á, con người mình là không ngày nào mà không có ham muốn. Nhưng mà chúng ta tu cái đức từ ở trong cõi dục là gì? Có những chúng sanh người ta ham muốn, thì chúng ta khởi lòng thương. Nếu họ thấy cái sự ham muốn của họ rất là sai quấy. Còn nếu người nào mà ham muốn tốt lành thì chúng ta lại nâng đỡ. Thí dụ quý vị thấy á, ở trong cái cõi dục này, nhiều người ngày nào người ta cũng có những cái nhu cầu. Cõi dục là gì? Dục là ham muốn thôi. Có những người ham muốn xấu, có những người ham muốn tốt.
Mình thấy người ta ham tu, mình phải nâng đỡ. Mà mình thấy người ta bệnh quá trời mà vẫn chưa chịu tu, mà còn ham. Có nhiều người bệnh quá trời quá đất nhưng mà khỏe khỏe cái đi casino. Rồi bệnh quá nằm đó, cái con cái tới thăm thấy tội quá, mỗi đứa chặn cho má 50 để dành uống thuốc, 30 để dành uống thuốc, gom 30, 50 cái để dành lại cái khỏe khỏe cái đi casino. Đó, cái cũng có dục mà mình thấy như vậy mình tội nghiệp. Rồi mình thấy cái người người ta ham tu mình nâng đỡ. Cho quý vị thấy không, tại sao mà nhiều khi á, thấy mấy thầy mấy chú mới có hè nào mà bắt đầu khóa tu là bắt đầu cũng cực. Là tại vì bây giờ Pháp Hòa giao cho mấy thầy phải lo, thì phải thầy phải lo, thì phải lo chơi với đứa này, lo với đứa kia. Rồi tu thì tu 3 ngày, phải có ngày chơi. Nó đức từ ở trong cõi dục. Nơi miệng thường có nước miếng thơm ngọt, tại sao vì lúc làm Bồ Tát trong nhiều đời không đợi người xin rồi sao mới đem cho, thế nên về sau được nước miếng có mùi thơm ngọt. Tướng nhục kế và tướng lưỡi rộng dài, tại sao vì lúc làm Bồ Tát trong nhiều đời chính mình không nói lời ác cũng không dạy người khác nói ác. Nhục kế là đây nè, cái đỉnh này nè, cái đỉnh trên đầu mình đó, có cái nhục kế cao đẹp đó. Không dạy người nói ác, thế nên về sau được tướng phạm âm. Phạm âm chứ không phải phạm ấm nha. Đó, thí dụ chữ vậy. Mà nếu mà người không biết thì cứ đọc là phạm ấm, còn mình biết thì mình đọc là phạm âm. Bởi vì âm đây là gì? Là âm thanh. Còn chữ phạm là gì? Phạm đây là cõi trời, phạm thiên á. Bởi vì người Ấn Độ á, họ tự hào họ là con của đấng phạm thiên, cho nên cái tiếng của họ gọi là tiếng phạm. Mà mình bây giờ mình nói gọn lại là tiếng phạn đó. Mình nói tiếng phạn đó, chứ nếu mà nói phát âm cho đúng phải nói là tiếng phạm. Tại vì tiếng phạm là gì? Vì người Ấn Độ họ cho cái tiếng của họ là tiếng của cõi trời, phạm âm. Họ tự hào con, họ là con của đấng phạm âm. Cũng giống mình vậy đó, có tự hào là con gì? Con rồng cháu tiên vậy đó, phải không? Thí dụ vậy đó. Được tướng ấy rồi, thứ lớp được con mắt trong xanh như mắt ngư vương. Hôm trước mình có nói đó. Tại sao? Vì lúc làm Bồ Tát trong nhiều đời, dùng con mắt bình đẳng, từ hòa, xem kẻ oán người thân, thế nên về sau được tướng ấy. Tức là mình nhìn mọi người không có con mắt phân biệt. Ví dụ á, ai mà người ta vào chùa ta lễ Phật thì mình cũng đều xem mọi người là bình đẳng. Chứ không phải mình thấy người đó quen cái mình chạy thì mình tiếp. Không quen thôi kệ rồi đi. Không phải vậy. Vì lúc Bồ làm Bồ Tát dùng con mắt bình đẳng ha, coi kẻ oán người thân như nhau. Được tướng ấy rồi, thứ được tướng bạch hào. Vì sao? Vì lúc làm Bồ Tát trong nhiều đời giảng nói chánh pháp chân thật không hư dối. Tướng bạch hào tức là có cái lông trắng ở chặng mày đây, thường là có Phật có. Vì lúc làm Bồ Tát trong nhiều đời giảng nói chánh pháp vô kiến đảnh. Tại sao? Vì lúc làm Bồ Tát trong này ghi là Bồ Tát đó. Trong nhiều đời cúi đầu đảnh lễ các bậc hiền thánh sư trưởng, cha mẹ tôn trọng cung kính cúng dường, thế nên về sau được tướng vô kiến đảnh. Tại sao vậy? Vô kiến là cái tướng không thể thấy. Tại vì mình hay lấy cái đầu của mình cung kính người khác. Thí dụ mình gặp người khác mình cung kính. Cho nên Pháp Hòa thưa với đại chúng á, mình gặp một cái người đồng tu với nhau, hay là chư tăng, chư ni, chắp tay xá chào.
dù thân thiết cỡ nào, nhưng mà lần đầu tiên mình bước tới, thí dụ Phật tử đi chùa cũng vậy, bước vô cái gặp quý thầy, hằng ngày mình gặp quý thầy, nhưng mà giữ cái lễ, để đồ đạc xuống rồi cầm. Hôm rồi có cái chị đó, chị cầm đôi dép chị xuống, chị để cái pháp quả ở đâu đi tới, cái chị cầm nguyên đôi dép chị xá. Ngày hôm qua có một đứa nó mới vô khóa tu á, cái nó bước vô cửa, nó đang cầm cái chai nước, mà cái chai nó bự vậy nè. Cái pháp quà mới ngoắt nó lại, qua nói con lại chào mấy thầy con, mà nó người Hoa, nó người Tàu, nó không biết tiếng Việt. Cái nó lại, cái nó tới nó gặp quý thầy, cái nó muốn chào, nó không biết sao, nó tại tay nó cầm chai nước kẹp ngay hai chân nó. Để nó kẹp cái chân ngay hai cái gì, cái bình nước ngay chân nó, hai chân nó, rồi nó mới có cái tay nó cầm. Quý thầy đáp lễ mà quý thầy tức cười. Thì qua đó là khi mình thường thường mình gặp cái mình hốt hoảng vậy đó, mình biết làm gì. Rồi có nhiều khi mình gặp quý thầy cái hai thầy không, hay là sơ sơ, nhưng mà mình tập có cái tâm cung kính đối với bạn đạo, đối với chư tăng đó. Cho nên vừa rồi đó, Pháp Hòa có nói với quý cô quý chú vậy, tất cả chư tăng chư ni nào trong đời này mình được gặp, thì mình cứ phát tâm mình gieo duyên chăm sóc, thì tại sao vì đời nào kiếp nào mình cũng được gặp những cái hình ảnh của tăng để nhắc nhở mình. Bản chất bản thân cái vị đó có tu không tu mình không có biết, tại ai tu thì nấy biết chứ phải không, nhưng mà tự tâm của mình phải khởi lòng cung kính chăm sóc cho chư tăng. Đời nào mình cũng không có mất cái duyên đó. Đó, quý vị thấy có nhiều người ở đời này gặp hình ảnh của chư tăng một lần mà được đi tu, chẳng hạn như Thái tử Sĩ Đạt Ta, tức là Đức Phật của mình đó, đi dạo bốn cửa thành, thấy người già, người bệnh, người chết, đến cái cửa thứ tư ngài gặp một người tu. Ngài mới hỏi cái người đó là ai vậy, thì người hầu Sa Đạt mới nói dạ thưa Thái tử, người đó là Sa Môn, Ấn Độ gọi là Sa Môn. Hỏi Sa Môn là gì? Sa Môn là những người từ bỏ hết những cuộc đời xa hoa bình thường và trở lại họ sống một cuộc đời giản dị, trao dồi sự tu hành. Tôi có được làm Sa Môn không? Dạ ai cũng có thể được. Và từ đó Thái tử Sĩ Đạt Ta nuôi cái hình ảnh đẹp của vị Sa Môn đó trong đầu. Đa số các thầy mà đi tu là nhờ đi chùa gặp hình ảnh của chư tăng mà phát tâm tu. Hồi nhỏ đó, Pháp Hòa nhờ ông ngoại mất, rồi mới mời một thầy đó đến tụng kinh. Mà thầy đó, thầy tụng bằng tiếng Phạn. Nghe cái âm tụng kinh tiếng Phạn thích quá đi, rồi nuôi cái hình ảnh đó. Rồi sau lớn lên được chút xíu nữa, rồi đi chợ thấy các sư ôm bình bát đi khất thực ở bên đường, cái hình ảnh nó đẹp. Rồi thấy các thầy mặc cái y, cái hậu á, vàng, cái tay rộng, thích lắm. Thậm chí đến mức độ là về nhà lấy hai cái ống quần chọt vô tay, cầm phất phất vậy này. Mê cái áo đến nứt như vậy. Cho nên hồi nhỏ mà đi tu, nói ngày nào mà tôi được mặc cái áo tôi phải may cho thiết là rộng dài để mặc thích. Rồi thấy mấy thầy mà ta mặc cái áo tay rộng nó thích quá đi. Rồi về mình đâu có cái áo tay rộng nó mặc đâu, thì chỉ có cái quần. Lấy cái quần pyjama chọt hai cánh tay vô rồi đứng cầm quơ quơ vậy nè, biểu tượng mình có cái tay áo rộng đẹp. Cho nên cái hình ảnh đó, cái hình ảnh của tăng. Cho nên đời này cũng vậy, gặp chư tăng. Dưới lầu mình nó có thầy người Miến Điện đó, thầy còn ở dưới phải không? Pháp Hòa gặp thầy ở Regina hôm rồi, trong cái dịp lễ Phật Đản quốc tế. Rồi thầy mới xin email, rồi vừa rồi thầy email tới, thầy nói tôi có cái lễ ở trên này cho người Miến Điện cuối tuần này, tôi về chùa thầy tôi ngủ được không? Nói dạ được. Rồi bây giờ đó, mỗi tháng đó, cái tuần lễ thứ ba là mình có nhóm Phật giáo Hàn Quốc á, tới để sử dụng sinh hoạt.
Rồi quý vị nói là tôi phải trả tiền sao? Nói dạ không, tùy hỷ quý vị cúng dường. Có, cúng không có thôi. Pháp Hòa thương là sao? Toàn là cư sĩ Phật tử không à. Họ xa quê hương họ rồi, họ không có một vị thầy người Hàn Quốc hướng dẫn. Rồi mỗi tuần họ không có chỗ sinh hoạt. Quý vị biết là họ làm sao? Họ lấy cái tivi họ bắt ở đây nè. Rồi họ mở cái DVD, cái laptop á, mở lên, thầy ở trong đó tụng kinh, họ ngoài này họ tụng theo. Đó. Mình bây giờ được thầy ra hướng dẫn, được thầy hướng dẫn tụng kinh, được thầy hướng dẫn pháp thoại cho mình, mà mình còn không có chịu khó mình đi rồi mất cái duyên. Đó. Cho nên Pháp Hòa thương các vị đó. Các vị đó là một những người cư sĩ mà người ta còn tha thiết với đạo như vậy, mà tại sao mình không trợ duyên, tại sao mình không giúp? Cho nên Pháp Hòa mới nói là các thầy là cứ mỗi thứ mỗi chủ nhật cho họ tới họ sinh hoạt. Ngày hôm tuần rồi đó, họ tới họ sinh hoạt rồi mình lo lu bu quên để ý họ, Pháp Hòa xuống và lo cho họ. Pháp Hòa bắt bàn rồi họ để không không có cái khăn trải bàn nữa. Pháp Hòa bắt bàn, Pháp Hòa đi lau, Pháp Hòa trải khăn lại cho người ta. Mình cho người ta mượn, nhưng mà mình để tâm chăm sóc. Chứ không phải nói, ơi, kệ họ, họ muốn làm gì làm. Sao được vậy? Rồi mai mốt mình đi tới đâu, người ta cũng giục cho mình chén cơm nè, ăn đi, ăn giọng gì đi, chỗ khác đi. Phải không? Mình không có để cái tâm, mình cho người ta mượn cái chỗ mà phải để cái tâm cho người ta. Dù tới rồi quét bàn học, nếu mình không có mặt thôi, nhưng mình có mặt, mình là những người cái chùa này như của mình đi, tạm thời mình nói người Việt là của mình đi đó. Rồi mình tới mình thấy à cái chai đường nó dơ quá mà người ta sử dụng, lau quét cho nó sạch, sắp ghế là hôm qua tuần rồi ai thấy cái chuyện đó, đó. Rồi không phải qua nói mà Pháp Hòa nhắc vậy để đại chúng nhớ là cái gì gọi là mình kết duyên. Mình không có kết duyên với người ta, thí dụ Phật tử ở các nơi tới cũng vậy, mình phải chăm sóc người ta. Chứ không phải là mình bỏ lơ người ta, cái chỗ ăn, chỗ ngủ mình phải lo. Rồi mình gieo cái duyên đó rồi mai mốt mình lỡ mình đi chùa người khác, người ta cũng chăm sóc mình vậy. Mình đi tới người ta nói, đó, có cái chỗ đó đó, ngủ đi. Trời sao không quan tâm gì hết trơn, vậy mình chứ có quan tâm tới ai đâu. Phải không? Cho nên cuộc sống ở đời người ta cũng vậy, huống chi mình là đạo. Mình đạo mình còn phải hơn nữa. Mình bây giờ mình được cái phước hơn là mình được có cái ngôi chùa, mình có thầy, có cô, có mọi việc hướng dẫn. Cho tuần rồi, chủ nhật tuần rồi Pháp Hòa ở lại nhà, Pháp Hòa không có ra Tây Thiên. Ở lại để làm chi? Coi ngó họ một chút. Rồi Pháp Hòa đi tới đi lui, sắp xếp rồi chỉ cho họ. Họ cũng bây giờ họ biết chỗ hết rồi. Nhưng mình cũng phải để tâm chút, trừ trường hợp mình bận quá, mình đi vắng. Nhưng mình phải biết cái tuần lễ đó họ tới, mình phải để tâm tới người ta một chút. Đó là cái tâm cung kính. Thì giống như Pháp Hòa có nói, bây giờ mình rồi kết duyên với Phật, hoặc là mình lại Phật. Kết duyên với Pháp là mình nghe Pháp. Thấy không? Phát tâm in kinh, bố thí, cúng dường. Phát tâm với Tăng là phát tâm sao? Mình thấy chư Tăng dù một cái xá chào, dù một ly nước mình kính mời đó. Còn gì nữa biết không? Ví dụ bây giờ mình nghe một vị nào viên tịch, một vị hòa thượng, vị thầy viên tịch mà không quen, nhưng mình cũng phát tâm khởi niệm nguyện giác linh hòa thượng vãng sanh tịnh độ, trở lại ta bà giáo hóa chúng sanh. Mình không biết ngài là ai, nhưng mà đời này ngài ở đời này, ngài làm một cái người tu. Cho nên Pháp Hòa, cái đó là cái cách Pháp Hòa cầu nguyện đó. Thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng mai mốt, ví dụ mình đọc báo, mình nghe một vị hòa thượng nào tịch, mình không biết hòa thượng đó là ai, nhưng mình cũng tâm nguyện, tâm niệm mình nguyện, nguyện hòa thượng vãng sanh tịnh độ, hội nhập ta bà, giáo hóa chúng con. Chúng sanh là trong đó có mình. Đời nào mình, nếu mà đời nào mà chư Tăng còn tiếp tục tu, bây giờ 100 chư Tăng, không lẽ không có được 5-10 tăng. Ví dụ mình nói là tăng nào mà tu dở thì cũng kiếm được 5-7 vị hướng dẫn cho mình tu. Chứ còn hình ảnh của chư Tăng là tốt. Cho người nào ta tu được bao nhiêu cũng quý hết.
Đó, cho nên Pháp Hòa thưa với đại chúng, thế nào gọi là cung kính sư trưởng, cha mẹ, tôn trọng cúng kinh, cung kính cúng dường. Thế nên về sau được cái tướng vô kiến đảnh, mình có một cái đảnh mà không thể thấy, mình có một cái tâm mà không phải ai cũng có thể cảm nhận được. Chỉ khi nào người đó có cái cùng một cái tâm với mình, người đó mới thấy được cái điểm đó. Thiện nam tử Bồ Tát có hai hạng, tại gia và xuất gia. Bồ Tát xuất gia tu hạnh nghiệp như vậy không lấy gì khó, Bồ Tát tại gia tu nghiệp ấy mới thật là khó. Tại sao? Vì người tại gia có nhiều nhân duyên ác ràng buộc vậy. Câu này giống như cái chương trước Phật kết luận vậy không? Bồ Tát thì có hai, một là tại gia, hai là xuất gia. Nhưng mà người xuất gia đó làm việc dễ hơn người tại gia. Tại sao? Vì mình còn nhiều cái ràng buộc. Hôm rồi Pháp Hòa mới mấy thầy năm nay đề nghị là tổ chức khóa tu cho mấy em nhỏ đó, chia ra theo tuổi để dễ sinh hoạt. Thì chia ra thì chia làm sao không biết nữa. Hồi mấy em từ 17 tuổi nó tu còn 2 ngày, còn có ngày 26, 27 à. Cái Pháp Hòa nó không được. 25, 26, 27 là đã ít rồi. 3 ngày người ta đổ đường mua vé máy bay từ bên Mỹ bay qua đây, từ ở Montreal lái xe 3-4 ngàn cây số qua đây mà tu 2 ngày. Lúng rồi mấy thầy đòi 25 mới tập học quá, nó không. Mà mình sợ. Tối khuya đêm đó Pháp Hòa viết một cái thơ. Pháp Hòa nói theo cái lời ngôn ngữ nhẹ nhàng thôi. Mình tất cả thầy trò một năm chỉ có một cái mùa hè người ta được xin holiday. Người ta lấy holiday để làm gì? Người ta có quyền đi chơi mà. Bây giờ người ta chịu đi tu là đúng cái tâm nguyện của mình rồi. Thôi mấy đứa ráng chịu cực một bữa nữa. Đó. Làm 25 trọn ngày, 26 trọn ngày, 27 trọn một ngày, rồi 28 mới cho chơi. Chứ bây giờ mình nói tụi con lười quá, làm biếng quá, không có khuyến khích. Mà bây giờ, thời bây giờ tu là phải vuốt không? Tại vì thật sự ra tuổi trẻ mà. Cho nên Pháp Hòa nói thôi chịu cực một bữa nữa, làm một cái chương trình. Mấy chú nói phải đổi chương trình, nó không sao đâu. Rồi nói giờ nếu vậy là phải, nói là mình đã quyết định như vậy rồi thì mình sắp xếp cái ngày ra lo cho mấy em. Là tự bây giờ mấy cô mấy bác là ai cũng phát tâm nấu ăn cho các em là mình yên rồi. Bây giờ mình chỉ còn lo cái chương trình sinh hoạt tu học cho các em. Thì thầy sẽ giảng 3 ngày liên tiếp, 25, 26, 27 sinh hoạt với các em. Thì Pháp Hòa nói như vậy để thưa đại chúng là người tại gia ở ngoài người ta còn nhiều cái ràng buộc. Tại sao quý vị muốn ở đây nè, mới trước khi đi ra đây nhận cái email nè, có một cô đã plan ngày mai từ Mỹ bay qua đây để cho con tu rồi, mà bây giờ cuối cùng giờ phút cuối là gia đình có chuyện không qua được. Quý vị thấy không? Đâu phải dễ đâu. Cho nên á, mình á, được cái duyên lành lúc nào mình phải dụng nó liền, chứ không thể. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ á, mình khỏe nè, nó thôi từ từ tu, biết mình có ngày mai còn khỏe không. Đó, như cái khóa tu cách đây mấy năm, quý vị nhớ cô Tịnh Thanh không? Đó. Ở bên Mỹ là đã bị stroke rồi mà không đi bác sĩ. Rồi qua tới đây tu được có 3 ngày, ngày 1, ngày 2, sáng ngày 3, từ trên giường bước xuống cái là ngã quỵ stroke, giờ ngồi xe lăn. Mà bây giờ là cổ là nói chuyện đỡ đỡ rồi đó, cổ mới nói chuyện qua cách đây mấy ngày đó. Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng là mình không có biết được ngày mai. Cho nên giờ phút nào mình ý thức được cái sự làm lành của mình đó, tu liền đi. Ví dụ đang giận quá, đang giận quá,
quán sao để nó, trời mình giận gì cái lỡ mình chết bất tử làm sao ta, nghĩ vậy cái nó bớt liền. Quý vị biết không, có nhiều Phật tử tâm sự với Pháp Hòa: con biết con làm cái điều đó sai mà con không có thắng được cái tình cảm của con đối với người đó. Con biết cái con làm là cái người đó đã có gia đình mà con cũng có gia đình, mà giờ con quan hệ tình cảm với người đó mà con biết cái điều đó sai mà con không biết làm sao con thắng được. Bây giờ con mong thầy giúp cho con. Mà khổ một cái nữa đó, mà nó đời nó ngộ lắm nha. Hồi lúc cái người đó mà đi theo tán tỉnh mình ghét lắm. Mà người đó người ta lo lắng, người ta tán rí cái thương, mà ta hồi thương đáo để luôn. Hồi xưa ghét nhiều, bây giờ thương nhiều. Tới hồi mà thương được người đó rồi, cái người đó bỏ. Cái Pháp Hòa mới chỉ cho cái cách quán. Pháp Hòa mới nói giờ quán về nè, biết cái này là sai mà bây giờ họ rời khỏi mình như vậy là họ giúp cho mình dừng nghiệp lại. Nếu mình tiếp tục biết sai mà tiếp tục nữa là nếu mà họ còn thương mình thì nghiệp của mình càng tiếp tục. Bây giờ họ không thương mình nữa, họ bỏ rơi mình, thì mình phải mừng là mình dễ dứt nghiệp hơn là mình dây dưa. Được tuần lễ sau gọi qua: con cảm ơn thầy, trong lòng con bây giờ nó nhẹ hơn nhiều lắm, tại vì thầy chỉ con cách quán. Rồi thưa đại chúng, quý vị hay nghe nó quán hoài, tu là phải quán. Bây giờ quán sao? Quán vậy đó. Như nãy Pháp Hòa ví dụ, cái người đó giận là nơi người đó đang có cái dở. Họ dở cái khẩu, họ dở cái tâm. Rồi bây giờ mình giận theo cái lời dở của họ là mình, tâm mình cũng dở luôn. Mình học Phật mấy chục năm, quý vị nghe cái bài kinh Phật nói lấy lành thắng dữ không? Thí dụ như bây giờ nói, ngày hôm nay gia đình mình bất an quá, mình phải lấy lại, nhớ lại. Ủa tại sao tháng rồi mình vui quá mà tại sao tháng này mình bất an? Tự là vì tháng này đó, mình thất nghiệp nè, mình không có đủ tiền chi nè, cho nên mình hay quạo nè. Nó có cái nguyên do, tiền nhiều cái tình lớn à, nụ cười lớn à. Mà hãy mà thiếu tiền qua rồi bực bội. Rồi mình bực bội rồi mình la, mình hét, rồi mình quên quán chiếu. Mình quên quán chiếu là bây giờ gia đình mình có chỉ có một người đi làm. Mà thường thường các ông chồng mà thất nghiệp mà ở nhà đó thường hay quạo lắm. Tại vì tự nhiên nghĩ bây giờ mình phải vợ lo đi làm cho mình. Cho nên người vợ cũng phải sao? Phải tế nhị. Nhiều khi đưa tiền chồng xài mà phải tế nhị nữa đó. Không khéo chồng tự ái có chuyện nữa. Cho nên cuộc sống là gì? Mình phải quán, là tu thiền chứ gì đâu. Quý vị hay nghe nói ngồi thiền là ngồi tịnh. Mỗi tối mình tụng kinh mình ngồi tịnh đó, nhớ không? Mỗi tối mình tụng kinh xong mình ngồi 30 phút mình tịnh. Nó tịnh để làm chi? Để cái tâm mình nó lắng xuống. Lắng xuống rồi mình sẽ thấy, à, việc gì mình nên làm, việc gì mình nên nói. Nhiều khi á, trong gia đình của mình, hồi xưa giờ chồng mình lúc nào cũng đi làm về lo cho gia đình, đùng một cái ông thất nghiệp. Hồi xưa giờ ông đóng vai chủ mà, bây giờ ông thất nghiệp qua nhà, cái ông phải, ông thấy ông nấu cơm cho mình, dọn dẹp, rồi mình đi về cái một hai tháng sau, kéo dài cả năm ông có việc làm. Ông có việc làm cái bắt đầu ông sanh cái tâm mà gọi là bực bội là gì, mình bây giờ là phải sống nhờ vợ nhờ con, ví dụ vậy. Cho nên đôi khi phải tế nhị cái đó. Rồi nó nhiều chuyện ở trong cuộc sống lắm, mà như nãy vậy đó, dẹp cái gai góc dù miếng rác nhỏ. Cho nên nhiều khi thưa đại chúng, Pháp Hòa muốn nói mấy chú ở trong chùa và cũng phải suy nghĩ đó, phải lựa lúc nói chứ không phải lúc nào mà muốn nói thì nói đâu. Không phải là dễ đâu. Tại vì sao? Mình phải nói trong cái hoàn cảnh nào để cho các thầy cảm nhận được cái điều mình muốn nói. Mặc dù mình làm thầy mình có quyền, nhưng mà Pháp Hòa không muốn như vậy. Cái quyền á, nó không có làm cho con người mình được cái gì hết á, mà chính ở cái tâm của mình. Mình bây giờ cái tâm mình muốn vậy mà mình dụng cái quyền là nó trở cái tâm mình muốn vậy, thì mình hãy dụng cái tâm mình nói.
Cho nên là nhiều, chỉ cái chuyện nhỏ như là nói là mấy chú mấy thầy thêm ngày tu cho mấy đứa nhỏ thôi, Phụ cũng là lựa lúc nói. Chứ mình nói mà dưới cái chuyện mà quyền uy của mình thì cái chuyện đó nó dễ rồi, nhưng mà không bao giờ nó cảm phục được người ta. Bất quá người ta làm là người ta sợ cái quyền của mình thôi. Nhưng mà cuộc đời này mình quyền được bao nhiêu, và mình có bao nhiêu quyền và có bao nhiêu lực, không? Thành thử ra mà là đời, không? Thí dụ như cái ông thừa tướng, ông ra quyền ra oai với mình, mà ông tới trước mặt ông vua cái ông không núm. Đời nó vậy. Thành thử ra mình trên một người mà đôi khi mình phải cúi hạ mình với người khác. Cho nên cái quyền đó nó cũng chỉ tạm. Nhiều lúc Pháp Hòa muốn nói với mấy chú gì, Pháp Hòa lựa lúc nào. Nhiều khi thầy trò trên đường đi ra phi trường mà nói, có cái thời gian nói, rồi đem một câu chuyện nào đó dẫn ra rồi mới nói, chứ không phải khơi khơi nữa. Trong cuộc sống của mình là vậy. Nhiều khi mình muốn nói con cái của mình, muốn nói chồng, muốn nói vợ gì đó, đôi lúc mình cũng phải để ý cái cảm nhận của người đó, chứ không phải muốn nói gì nói à. Cái đó gọi là gì? Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, tứ nhiếp pháp. Mình muốn làm cho người ta cảm nhận trở về với mình phải có bốn cái pháp đó. Nói sao mà người ta dễ chịu cũng là bố thí đó. Bố thí sự vui vẻ, hài hòa cho người. Bố thí, ái ngữ. Ái ngữ là nói sao ta nghe ta dễ chịu. Rồi thì tối hôm nay mình học hết cái chương này. Thì nói chung là cái chương thứ 6 này chỉ nói chung quanh ở trong cái vấn đề 32 cái tướng tốt của một vị Phật. Và thưa đại chúng, 32 tướng tốt này không phải tự nhiên mà có, hay là mình là tại vì mình con trời mà có, mà do tu. Thí dụ như Đức Phật tự nhiên sanh ra có được như vậy á, thì mình nói là Phật con bề trên thì được vậy, đúng rồi. Không, nhưng mà Phật nói lại là tôi do tu, tu hạnh này mà được. Thì bây giờ mình nói ô, Phật tu mà Phật được thì con tu con sẽ được. Quý vị đọc Lương Hoàng Sám quý vị thấy không? Cái quyển 2 quyển cuối là lại thế mà. Thế cho cha mẹ quá khứ, cha mẹ hiện đời, thế lại thế cho chủ của mình. Lại thế cho người làm mình khổ đủ thứ đó. Mình phải lại thế đó. Ta tại sao? Oán thù mà không hết, không có giải rồi đó, thì gặp rắc rối hoài. Cho nên đời này ráng làm sao đừng có gieo thù chuốc oán. Pháp Hòa hay tâm niệm với câu đó. Ở trong Đức Phật Thầy Tây An á, Ngài có một cái bài thơ hay lắm, mà 10 là 10 điều Ngài dạy. Trong đó có một câu: điều thứ nhất Thầy khuyên nên nhớ, lòng trung kiên muôn thuở còn nêu. Dù ai nặng nhẹ trăm điều, quyết không bỏ lý cao siêu của Thầy. Nhiều thử thách đang vây con đó, nếu nản lòng công khó tiêu tan. Việc chi còn ở trần gian là còn huyễn hoặc, chớ mang vào lòng. Chợ đời này việc gì còn cõi đời này là huyễn hoặc. Trong đó có một câu: giữ làm sao thêm bạn bớt thù, từ nay con nhớ rằng tu, hạ mình nhận lỗi mặc dù rằng không. Mà được như vậy thôi, không có phải là mình làm vậy rồi mình sống vậy cái mình tiêu cực yếm thế, không phải vậy. Nhưng mà có những lúc thôi kệ, mình nhịn cho nó yên à. Mình nói cho nó bung, mà bung rồi rốt cuộc mình cũng hốt chứ ai hốt. Thôi tại sao trước khi nó đổ nín cho rồi đi, nó khỏi đổ. Mà nó bung ra cũng mình hốt chứ ai. Thôi nín cho rồi. Thôi chúc đại chúng cuối tuần được vui khỏe ha. Rồi tuần sau mình gặp lại. Nguyện đem công đức này